Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 53. Chương 521, Trốn Xa Hoa. Thương Kiến Diệu lắc đầu trước đề nghị của Tương Bạch Miên, tôi biết thì anh ta cũng sẽ biết. Tương Bạch Miên cười khổ nói, đúng là phiền phức. Kẻ địch khó đối phó nhất của con người quả nhiên là chính mình. Để tôi quan sát thêm một thời gian nữa, Thương Kiến Diệu không hề nhụt chí. Lúc này, Nawa căn cứ vào kết quả phân tích, nói ra suy nghĩ của mình, đây hẳn là một loại ánh xạ của triệu chứng nhân cách phân liệt. Có thể sử dụng thuốc và điều trị phụ trợ, trực tiếp thúc đẩy anh và người kia hòa làm một không. Đám người Tương Bạch Miên và Long Duyệt Hồng hơi ngây ra. Trên lý thuyết mà nói, phương án của Nawa cũng có lý, đây là cách thức xuất phát từ góc độ y học. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó quá khoa học, nó cùng thế giới tâm linh, không gian ý thức có cảm giác không khoa học lắm như hai thái cực đối lập nhau, đặt cạnh nhau khá là hoang đường. Im lặng vài giây, Tương Bạch Miên cười nói, cũng có thể coi là một ý tưởng, ít nhất về mặt logic có khả năng nhất định. Nhưng tôi lo sẽ khiến tám bản thân khác biến mất. Thương Kiến Diệu nói với vẻ nghiêm túc, dường như đó cũng là những người bạn không thể đánh mất. Để xem sau đi, cũng không gấp. Dù sao anh gặp được bản thân trong thế giới tâm linh cũng nhanh hơn phần lớn người thức tỉnh. Tương Bạch Miên ngồi dậy, xoay người xuống giường, ra ngoài tản bộ một chút, tìm gì ăn. Đến tối, họ theo thường lệ mở máy thu phát vô tuyến điện, xem công ty có sắp xếp nào mới không. 8 giờ 6 phút, một bức điện báo được gửi đến, là từ Lê Man. Lái buôn vũ khí của Liên minh Lâm Hải này đã đến thành phố Ban Sơ. Tương Bạch Miên đáp lại rất đơn giản, hẹn nơi gặp mặt. Không lâu sau, Lê Man gửi điện báo về, 10 giờ sáng mai, số 99 đường Thạch Tượng khu Hồng Cự Lang, quán Internet thời đại cũ, ngài Heinrich đã đặt trước ở máy số 14. Số 99 đường Thạch Tượng khu Hồng Cự Lang là một tòa nhà còn lại từ thế giới cũ, cao khoảng 450 tầng. Nó đã từng được tu sửa nhiều lần, tường thủy tinh sạch sẽ, phản xạ ánh mặt trời, nhìn có cảm giác đẹp đẽ khó tả. Giống như quay về phế tích đầm lầy số 1. Long Duyệt Hồng cảm khái tự đáy lòng. Đó là hình bóng của một thời đại, là sự tái hiện của quá khứ nhân loại. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu nói, mấy con đường ở khu Hồng Cự Lang giống thời thế giới cũ nhất. Lúc nói chuyện, nhóm 5 người của tổ điều tra cũ đã đi vào quán Internet thời đại cũ ở tầng 1. 4 nhân viên an ninh canh cửa tay xách súng, cầm gậy ngắn, nhìn thấy đám người Thương Kiến Diệu thì giơ tay, ý bảo họ dừng lại. Để bảo vệ an toàn cho khách hàng, người máy phải ở bên ngoài, một nhân viên an ninh nói. Một nhân viên an ninh khác giải thích thêm, khách của chúng tôi đa số là người có thân phận, rất coi trọng an toàn của bản thân. Được rồi, Tương Bạch Miên không cố chấp, quay đầu liếc nhìn Nawa, ông ở khu nghỉ ngơi trong đại sảnh đợt chúng tôi. Sở dĩ cô cảm thấy không có vấn đề gì là vì người máy thường liên quan đến vũ khí hạng nặng, lúc đến gặp người khác, ra vào một vài nơi trốn, tất nhiên sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Lúc trước Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu đến thuyết phục Teren đã cân nhắc đến vấn đề này để Nawa, Bạch Thần và Long Duyệt Hồng một tổ cùng hành động, chứ không theo chân hai người mình để thêm phần an toàn. Đây không phải là kỳ thị mà là cảnh giác. Đương nhiên, trong tình huống mang theo người máy, người khác thường sẽ dành cho bạn thêm vài phần tôn trọng. Nawa im lặng 2 giây nói, được. Sắp xếp cho ông ta xong, Thương Kiến Diệu, Tương Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đi vào cửa chính. Cánh cửa chính theo đó mở ra, cảm nhận thấy có khách đến gần. Trong cánh cửa có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ đỏ. Anh ta đặt một tay lên ngực, cúi người chào, tươi cười hòa nhã hỏi, các vị có đặt trước không? Lần đầu tiên tới à? Có, ngài Heinrich đặt trước rồi. Tương Bạch Miên vừa nói chuyện, vừa nhìn quanh một vòng, muốn quét toàn bộ quang cảnh của quán Internet thời đại cũ vào đáy mắt. Nơi này sử dụng màu vàng rất táo bạo, không hề tiếc vật liệu bằng đá, nơi nào cũng có tượng, hệt như trốn xa hoa trong lời đồn. Người đàn ông trẻ tuổi kia lấy ra một sản phẩm điện tử lớn bằng lòng bàn tay, nhanh chóng bấm vài cái. Nói với nụ cười không hề thay đổi, ngài Heinrich quả thật có đặt trước, máy số 14, nhưng chỉ có một máy. Những người khác sắp xếp ở những máy xung quanh. Tương Bạch Miên nói đơn giản, mỗi máy 1 giờ 1 ore. Người đàn ông trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, mẹ kiếp, sao không đi cướp đi? Đắt thế hả trời? Long Duyệt Hồng suýt thì buột miệng nói ra. Họ ở khách sạn,
một phòng một đêm mới mất một Oray. Không để Thương Kiến Diệu có cơ hội lên tiếng, Tương Bạch Miên gật đầu, được. Cô chợt cười hỏi, chúng tôi từ thành phố Cỏ Dại tới, mạng Internet của các anh không giống mạng Internet ở nơi đó lắm nhỉ. Người đàn ông trẻ tuổi kia hơi khom người, bày ra tư thế mời, vừa cười vừa giải thích, không giống, hoàn toàn khác biệt. Ở nơi khác, máy móc đều là tìm từ khu phế tích về, chắp vá sửa chữa mà thành, ngày nào cũng phải hỏng vài lần, đều có lỗi với xuất thân của họ. Nơi này của chúng tôi, tất cả máy tính đều đến từ thiên đường máy móc, ổn định, tốc độ nhanh, mượt, tuyệt đối cho các cô trải nghiệm tốt nhất. Hơn nữa những nơi khác chỉ có mạng cục bộ, có mấy trò chơi với tư liệu giải trí của thế giới cũ, vô cùng nghèo nàn, cùng lắm là ứng dụng mô phỏng cách luyện tập bắn súng, chỗ chúng tôi thì khác. Nối liền với mạng Internet của thành phố Ban Sơ, còn lưu trữ một số lượng lớn tư liệu giải trí của thế giới cũ, đủ loại chương trình ứng dụng, có thể cho các cô nhận được sự hưởng thụ tốt nhất. Có thể nói đây chính là sự hưởng thụ của tầng lớp quý tộc, là nơi tốt để những nhân vật trung và cao cấp giải trí, tụ hội. Rất nhiều con cháu quý tộc đều chê ở nhà chơi máy tính không có không khí, thường đến chỗ của chúng tôi. Đây không phải tương tự với chốn xa hoa mà trong các tư liệu của thời đại cũ từng nhắc đến sao. Nhưng liên hệ với quán Internet lại có chút khiến người ta buồn cười. Tương Bạch Miên ngậm miệng lại, vẫn giữ nụ cười tủm tỉm. Nếu không phải là quản lý xuất thân từ sinh vật bàn cổ, bình thường có thể lên mạng chơi máy tính, có thể tiếp xúc với các tư liệu của thế giới cũ. Sau đó lại đến Tắc Nan, chứng kiến sản phẩm điện tử ở nơi đó không đáng tiền, chứng kiến hình dáng nguyên bản của quán Internet, giờ phút này chưa biết chừng đã bị dọa sợ. Tôi không thể chờ đợi được nữa, Thương Kiến Diệu phát biểu ý kiến của mình. Thứ đả động anh không cần nghi ngờ chính là số lượng lớn tư liệu giải trí của thế giới cũ. Nhân viên phục vụ kia vừa dẫn 4 người tổ điều tra cũ đi sâu vào trong quán Internet, vừa thấp giọng tiếp tục giới thiệu. Lúc các cô cần bật nhạc, nhớ phải đeo tai nghe, khách ở nơi này của chúng tôi đều có thân phận, yêu cầu rất cao về môi trường xung quanh. Ở chỗ này, các cô còn có thể mua được những thứ quý hiếm, rượu vang, coca, sô-cô-la, cà phê, trà, vân vân. Nếu các cô ở lại đến lúc dùng bữa, hơn nữa đã chơi hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ tặng mỗi người một phần cơm trộn đặc sắc. Mỗi ngày một loại, có cơm trộn sốt cà chua mang khẩu vị bản địa, cơm trộn gà nấm, có cơm trộn hải sản từ Liên minh Lâm Hải. Nếu các cô chơi mệt, trên lầu chúng tôi còn cung cấp phòng nghỉ và phòng tắm miễn phí. Thương Kiến Diệu nuốt một ngụm nước miếng, không hề che giấu. Lúc này, Tương Bạch Miên đã xem hết một lượt quang cảnh bên trong quán Internet. Cứ vài vị trí sẽ có một khoảng cách nhất định, có nhiều cây xanh, bầu không khí yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần máy số 14. Khác với những chiếc máy tính khác, bên cạnh máy tính này có một chiếc điện thoại. Thứ này chuẩn bị cho khách hàng muốn gọi điện thoại, quầy phục vụ và ở mấy máy khác cũng có. Nhân viên phục vụ lần lượt khởi động máy tính từ số 14 đến số 17. Tương Bạch Miên việc đáng làm thì phải làm, ngồi ngay xuống trước máy tính số 14, Thương Kiến Diệu theo sau cô, chọn máy số 15, Bạch Thần và Long Duyệt Hồng lần lượt ngồi vào máy tiếp theo. Đợi nhân viên phục vụ kia rời đi, Tương Bạch Miên di chuyển con chuột, ấn một hồi với tốc độ rất nhanh. Cô lập tức bật cười ha hả, phạm vi bao phủ mạng Internet của thành phố Ban Sơ rất nhỏ, cũng không có mấy ai có, hoàn toàn không tìm được nội dung có giá trị. Người trong mạng Internet không phải đang xem phim và tiểu thuyết của thế giới cũ, thì cũng là đang chơi trò chơi mạng LAN. Thương, Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần vẫn khá rụt rè, không lập tức gia nhập vào hàng ngũ này, kiên trì đợi đến 10 giờ. Reng reng reng, điện thoại bên cạnh số 14 reo lên, không ngoài dự liệu của Tương Bạch Miên. Tương Bạch Miên cầm điện thoại lên, mỉm cười hỏi, ông Lê Man đó à? Cô dùng tiếng đất xám. Đầu dây bên kia vang lên thứ ngôn ngữ giống vậy nhưng sứt sẹo, đúng vậy. Các cô đã góp đủ vật tư cần để giao dịch chưa? Tương Bạch Miên thản nhiên nói, vẫn chưa, chúng tôi vừa đến thành phố Ban Sơ, cho chúng tôi thêm 2 tuần nữa. Được, Lê Man không từ chối. Tương Bạch Miên liếc nhìn Thương Kiến Diệu một cái, lại nói, sau đó ông lại đến chợ Đá Đỏ à? Không, với tôi mà nói đó là một nơi không được tốt đẹp lắm, sau này có lẽ chỉ phái trợ thủ qua đó. Lê Man thở dài nói, Tương Bạch Miên nói, chúng tôi đã đến đó thêm một chuyến, gặp được Homer. Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng, chỉ là tiếng hít thở nghe rõ hơn chút. Tương Bạch Miên tiếp tục nói, ông ta không phản bội ông, DiMarco là một người thức tỉnh hùng mạnh,
đã dùng năng lực nào đó khống chế ông. Thật sao? Anh ấy giờ thế nào rồi? Lê Man vội vàng hỏi. Ông ta không tự chủ được đổi sang dùng tiếng Hồng Hà. Tương Bạch Miên dùng tiếng thở dài làm nền, thật bất hạnh. Trong quá trình cư dân chiếc thuyền Noah ngầm phản kháng chính sách tàn bạo của Di Marco, ông ấy đã trở thành vật hy sinh. Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Chúng tôi đã an táng ông ấy ở nghĩa trang đằng sau giáo đường cảnh giác, có lập bia đá. Tương Bạch Miên kể lại chuyện như tự nói với mình. Qua mấy chục giây, Lê Man mới chậm rãi lên tiếng, cảm ơn các cô, tin tức này đối với tôi mà nói chính là vô giá. Giọng mũi của hắn ta đã rõ hơn trước rất nhiều. Ôi, Tương Bạch Miên lặng lẽ thở dài. Đúng lúc này, Lê Man vội vàng bồi thêm một câu, nhưng trong cuộc giao dịch sau này, tôi chỉ có thể chiết khấu tối đa cho các cô 30%. Tôi còn có một đám người phải nuôi. Tương Bạch Miên hết lời chống đỡ. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 522, vô tình gặp phải. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Tương Bạch Miên thở dài, đưa ánh mắt về phía màn hình máy tính. Lúc gần đến trưa, cô lấy lại tinh thần, thầm nói, còn chưa chơi được ván nào, sao đã đến giờ này rồi? Lão Nawa còn đang đợi ở khu nghỉ ngơi ngoài đại sảnh đó. Tương Bạch Miên vội vàng đứng lên, gọi Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần, phải đi rồi. Chú ý thấy tình huống bên họ, nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ đỏ kia đi đến, cười hỏi, mấy vị muốn ra về sao? Tương Bạch Miên liếc nhìn Thương Kiến Diệu tháo tai nghe xuống, rút thiết bị lưu trữ nhạc ra khỏi máy tính, nói với nhân viên phục vụ, đúng vậy. Tổng cộng bao nhiêu Oray? Thực ra tự cô cũng tính ra được, nhưng hỏi, cũng là một cách thể hiện lịch sự. Người phục vụ kia thân thiết cười nói, không cần, ngài Heinrich sẽ trả. Tương Bạch Miên nhất thời vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Lê Man chẳng khác nào đồ quỷ keo kiệt, không ngờ còn có lúc hào phóng như thế. Trong đầu cô lướt nhanh qua những gì Lê Man từng nói, cuối cùng dừng lại ở câu bản lĩnh giỏi không bằng quan hệ tốt. Xem ra trong việc kết giao bạn bè, lôi kéo quan hệ, người này vẫn rất hào phóng. Tương Bạch Miên cũng không có suy nghĩ tổ điều tra cũ của mình buộc phải bỏ tiền ra, khẽ gật đầu một cái, dẫn đám người Thương Kiến Diệu ra khỏi quán Internet thời đại cũ. Vừa ra khỏi cửa chính, cô bỗng sửng sốt, quay đầu liếc nhìn quán Internet. Sao vậy? Bạch Thần nhạy bén hỏi. Tương Bạch Miên nói như có điều suy nghĩ, tôi đang nghĩ Lê Man có quan hệ với ai ở thành phố Ban Sơ. Cháu ngoại của Oray, Marcus không phải rất thích xem giác đấu sao? Nhưng anh ta luôn ở trong phòng riêng dành cho quý tộc, chúng ta không thể nào lấy được vé. Dùng thằng hề suy luận đi tìm thì dễ bị người bảo vệ ngầm phát hiện ra, nếu có thể thông qua Lê Man, lấy được một tấm vé, thì chuyện đơn giản hơn nhiều. Vậy chờ lúc giao dục hỏi thử xem sao, Bạch Thần cảm thấy đây cũng là một cách. Long Duyệt Hồng đầu tiên là gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi, việc này có khiến Lê Man bị liên lụy vì chúng ta không? Thương Kiến Diệu chợt vỗ tay khiến Long Duyệt Hồng hơi xấu hổ. Tương Bạch Miên cười nói, làm được hai điều này thì không thành vấn đề. Một là chờ Lê Man rời khỏi thành phố Ban Sơ, quay lại Liên minh Lâm Hải, lại sử dụng vé của phòng quý tộc. Hai là dù gặp được Marcus ở trong phòng riêng, cũng đừng vội vàng kết giao bạn bè, đợi cơ hội tự nhiên xuất hiện rồi thử sau. Long Duyệt Hồng vừa thở phào một cái, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Nếu Lê Man đưa vé phòng quý tộc cho chúng ta sau đó lần khẩn không rời khỏi thành phố Ban Sơ thì sao? Vé này hẳn là có thời hạn. Tương Bạch Miên mỉm cười, ông ta không đi cũng phải đi. Tôi sẽ hù dọa ông ta. Thương Kiến Diệu hăng hái bừng bừng. Đợi xác định Lê Man thật sự có thể lấy được vé phòng quý tộc rồi lại thảo luận chuyện này tiếp. Tương Bạch Miên nhìn về phía đại sảnh của tòa nhà cao tầng này, nói. Tương Bạch Miên à một tiếng, cũng phải ha. Họ lập tức tiến vào đại sảnh, thấy Nawa mặc quân phục màu xanh lá đang ngồi trên ghế sofa dài, trò chuyện với vài con người. Phải đi rồi. Thương Kiến Diệu lớn tiếng gọi. Nawa đứng dậy, chào tạm biệt mấy người có tuổi tác không tính là lớn lắm, quay về bên cạnh đám người Bạch Thần. Vừa rồi các ông nói chuyện gì? Tương Bạch Miên thuận miệng hỏi. Nawa dùng giọng nam trung hơi có cảm giác điện tử đáp, họ thấy tôi ngồi một mình ở đó, bèn đi ra hỏi có phải tôi không tìm thấy chủ nhân không. Sau khi tôi nói các cô đang ở trong quán Internet, họ lại hỏi chúng ta là người ở đâu, biết chúng ta từ phía nam tới, lại hỏi tình hình dọc đường đi.
Đợi Nawa nói xong, Thương Kiến Diệu nghiêm mặt nói, lão Nawa à, ông thiếu chút nữa thì bị người ta bắt cóc rồi. Thật sao? Nawa không hiểu hỏi lại, họ rất hòa nhã, cũng không biểu hiện ra khuynh hướng dụ dỗ. Nếu để ông phát giác ra thì đã không gọi là dụ dỗ. Thương Kiến Diệu tỏ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Được rồi, về thôi. Tương Bạch Miên ngăn cản con người gốc carbon tranh luận với người máy thông minh. Sau khi xe Jeep chậm rãi lái ra, Tương Bạch Miên liếc nhìn kính chiếu hậu, chiều nay ở trong phòng thuê trên đường Thiết Huân Chương, chuẩn bị một chút cho hành động vây bắt trang trại nhà họ Triệu. Làm thế nào? Long Diệt Hồng lập tức tập trung tinh thần. Tương Bạch Miên cân nhắc rồi nói, có hai điểm chủ yếu. Một là chuẩn bị riêng cho ký ức mấu chốt của mình, làm hai tầng, một mặt viết lên giấy, để vào chỗ đồng đội phụ trách tiếp ứng, mặt khác là lưu vào máy tính. Lưu trữ trong người lão Nawa, đợi hành động kết thúc lại lấy về, so sánh hai bên với nhau, xem bản thân có bị lặng lẽ bóp méo ký ức không. Hai là thảo luận xem khi gặp phải các tình huống bất ngờ phải ứng phó thế nào. Bạch Thần suy nghĩ một hồi rồi nói, đây đều là những việc phải làm. Lúc này, Thương Kiến Diệu nhìn về phía Nawa, ông có đọc trộm không? Anh đừng sỉ nhục nhân cách của tôi. Người máy thông minh màu bạc đen nói như thật. Còn anh, Thương Kiến Diệu lại nhìn về phía Long Duyệt Hồng. Cho tôi xem tôi cũng không thèm, tôi sợ mình sẽ bị ô nhiễm tinh thần. Long Duyệt Hồng bực mình đáp lại. Quyết định xong công việc buổi chiều, Tương Bạch Miên vừa gác tay lên cửa sổ ghế lái phụ, vừa thở phào một hơi, nói, ngày mai làm một quyển giáo trình nhập môn tiếng đất xám. Đột nhiên, Thương Kiến Diệu ối trà một tiếng. Làm sao vậy? Long Duyệt Hồng cảnh giác hỏi. Thương Kiến Diệu nói với vẻ tiếc nuối, đợi thêm một tiếng nữa là quán Internet sẽ tặng món cơm xào đặc sắc. Đúng vậy, Long Duyệt Hồng cũng nhớ tới việc này, có cảm giác đã lỡ mất cơ hội kiếm tiền. Tương Bạch Miên cũng có chút tiếc nuối, không biết cơm xào đặc sắc của họ có con không. Đây là món ăn mà trong sinh vật bàn cổ không thể làm được. Không đợi đám người Bạch Thần đáp lại, Tương Bạch Miên đã chập hai tay lại, tôi quyết định, trưa nay sẽ tìm một nhà hàng làm cơm xào trong khu Hồng Cự Lang. Cô chợt mỉm cười, coi như việc lên mạng không phải do Lê Man mời. Tổ điều tra cũ ăn uống no say, quay trở về đường Thiết Huân Chương. Tìm nơi đỗ xe Jeep, đặt còi báo động vào vị trí bí mật xong, đám người Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu dùng tư thái tản bộ để men theo con đường chật hẹp quay về phòng thuê. Đi một hồi, phía trước có một người đi đến. Người nọ mặc áo da có nhiều vết loang lổ, chiều cao gần bằng Long Duyệt Hồng, tóc nâu, mắt xanh biếc, trên cổ, đeo khăn quàng cổ màu xám cũ kỹ, che kín miệng. Hai bên đi lướt qua nhau, Bạch Thần nhìn phía trước nói, người này có chút giống người mà quản lý trị an tìm kiếm lúc trước. Tuy quần áo không giống, nhưng đặc điểm của hắn trùng khớp. Tương Bạch Miên nhớ lại miêu tả của Bạch Thần lúc trước, gật đầu nói, đúng vậy. Muốn đến chào hỏi không? Thương Kiến Diệu chủ động hỏi. Không cần, chúng ta cũng không phải là quản lý trị an của thành phố Ban Sơ. Tương Bạch Miên không chút do dự lắc đầu, cho dù hắn có liên quan đến vụ nổ trong cuộc biểu tình của công dân, cũng không phải là lý do để chúng ta làm thay việc người khác. À, Long Duyệt Hồng sửng sốt, hắn có liên quan đến vụ nổ trong cuộc biểu tình. Sao tổ trưởng biết được? Hay là chỉ đơn thuần lấy một ví dụ? Tương Bạch Miên cười tủm tỉm nhìn tổ viên, lúc mấy người đắm chìm vào tư liệu giải trí của thế giới cũ. Tôi đã nghiêm túc dạo một vòng trên mạng công cộng của thành phố Ban Sơ, phát hiện có người nói người hiểm nghi trong vụ nổ lần này là một người đàn ông đeo khăn quàng cổ. Thương Kiến Diệu nghi ngờ nói một câu, cô không phải là đang chơi chữ. Dừng, Tương Bạch Miên ngăn anh lại, nói chung, không liên quan đến chúng ta. Hơn nữa thành phố Ban Sơ càng hỗn loạn thì càng có lợi cho việc điều tra tiếp theo của chúng ta. Long Duyệt Hồng gật đầu, lại hỏi, vì sao hắn cần đeo khăn quàng cổ, còn che kín miệng? Quần áo lại thay đổi rồi. Điều này chứng tỏ trên miệng hắn có điểm đặc thù rất rõ ràng. Bạch Thần nói ra suy đoán của mình. Tương Bạch Miên ừm một tiếng, hẳn không chỉ là đặc thù, hơn nữa có thể xung quanh miệng hắn có thứ gì đó mà chỉ cần người qua đường thấy là sẽ bị nhắm vào. Ví dụ như hình xăm tội phạm, ký hiệu nô lệ hay dị dạng nào đó. Trong đầu Long Duyệt Hồng chợt lóe lên một danh từ, người không hoàn chỉnh. Chỉ chớp mắt đã đến ngày vây bắt các thành viên của giáo dục phản tri thức ở trang trại nhà họ Triệu như trong dự định, tổ điều tra cũ một lần nữa chia nhau hành động. Tương Bạch Miên dẫn theo Thương Kiến Diệu và Nawa mặc áo choàng đen, vừa mở cửa buồng lái, vừa nói với Long Duyệt Hồng và Bạch Thần. Hai người đến chỗ đó chờ,
mặc thiết bị khung xương quân dụng vào, vừa nhìn thấy tín hiệu thì đến đây tiếp ứng. Được. Long Duyệt Hồng và Bạch Thần không lắm lời, lập tức xoay người đi về phía chiếc xe Việt dã màu xám đựng hai bộ thiết bị khung xương quân dụng. Tương Bạch Miên ngồi vào ghế lái, điều chỉnh kính chiếu hậu trong xe, nói với Thương Kiến Diệu và Gnawa, chúng ta đến chỗ tướng quân Forget, tập hợp với đội vệ binh của ông ta. Thương Kiến Diệu đáp lại với vẻ hưng phấn, hy vọng họ đã chuẩn bị kỹ càng. Hy vọng họ đã chuẩn bị kỹ càng là thế nào? Họ là ai? Tương Bạch Miên không cố gắng lý giải những lời Thương Kiến Diệu nói, khởi động ô tô, để nó lái về phía trước. Lúc này, mới có 8 giờ 30 phút sáng mà người đi đường đã rất thưa thớt rồi. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 523, Hành động quân sự. Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Gnawa đến phủ của Forget sớm hơn gần 10 phút so với thời gian đã định, mà khoảng đất trống ở nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Họ hoặc vây quanh những chiếc xe quân đội màu xanh xám, hoặc xếp thành hàng, đứng nghiêm. Tương Bạch Miên tìm được một vệ binh đang canh giữ bên ngoài cửa chính có hàng rào sắt bao quanh. Nhờ anh ta thông báo cho tướng quân Forget, nói là đội ngũ thợ săn di tích do nhà họ Triệu mời đã đến rồi. Chỉ khoảng 4-5 phút đồng hồ sau, một nam một nữ ra khỏi cửa chính của tòa nhà, men theo con đường ở giữa mặt cỏ đi đến. Họ đều không thấp, nam hơn 1m8, nữ hơn 1m7, đều là người Hồng Hà, mặc quân phục màu xám cho, đeo quân hàm thiếu tá. Tướng quân đã từng nói về các cô, người đàn ông kia khẽ gật đầu nói. Anh ta có mái tóc ngắn màu nâu đỏ, mắt cũng có màu tương tự, cơ bắp ở cánh tay gồ lên dưới lớp áo, khí chất lạnh lùng, nghiêm túc. Anh ta nhìn Gnawa đang khoác áo choàng, vị này là một thành viên trong tiểu đội chúng tôi, vũ khí bí mật. Tương Bạch Miên cười nói, cô nhấn mạnh vào mấy từ cuối. Thiếu tá nam kia liếc mắt nhìn ba người họ, ý của cô là không muốn bỏ áo choàng ra để chúng tôi kiểm tra. Anh có thể tiến tới xem, nhưng đừng bảo ông ấy cởi áo choàng, nhiều người nhiều tai mắt, chưa biết chừng có gián điệp của giáo dục phản tri thức. Tương Bạch Miên đã sớm nghĩ cách khiến đối phương linh động cho qua. Đúng vậy, cởi quần áo trước mặt mọi người sẽ khiến ông ấy ngại. Thương Kiến Diệu rất chu đáo, suy xét đến vấn đề tôn nghiêm giúp Gnawa. Thiếu tá nam kia nháy mắt với người phụ nữ bên cạnh, ý bảo cô ta đề phòng chuyện bất chắc, còn mình thì tiến tới hai bước, đến trước mặt Gnawa. Với khoảng cách như vậy, chiều cao của hai người gần như nhau, hiệu quả che chắn của áo choàng gần như giảm xuống thấp nhất. Thiếu tá nam có mái tóc nâu đỏ lập tức để lộ ra vẻ mặt đã hiểu ra. Anh ta xoay người, lấy lại vẻ lạnh lùng ban nãy, các cô không cần bảo người này tới, chúng tôi đã có chuẩn bị. Nếu các cô dẫn theo người này, lát nữa phải cách xa xe của tướng quân. Không thành vấn đề, Tương Bạch Miên cười đáp lại. Thiếu tá nam kia liếc nhìn cô và Thương Kiến Diệu, khẽ gật đầu, với chiều cao của các cô, vẫn là quá gầy, thiếu cơ bắp. Đề tài thay đổi hơi đột ngột, Tương Bạch Miên nhất thời không phản ứng kịp, dường như người đối diện chính là Thương Kiến Diệu. Thiếu tá nam kia còn bồi thêm một câu với cô, nếu cô có thể có chút cơ bắp như tôi sẽ không nhịn được mà theo đuổi cô. Vừa nói chuyện, anh ta vừa gập khuỷu tay lại để lộ ra cơ bắp của mình. Cơ bắp anh ta to đến mức gần như sắp làm rách cả áo ngoài. Không cần đâu, Tương Bạch Miên lặng lẽ đáp một câu. Lúc này, Thương Kiến Diệu cười khẩy một tiếng, theo đuổi cơ bắp thái quá thường sẽ dẫn đến nhìn được mà không dùng được. Thiếu tá nam kia liếc nhìn anh, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tôi sẽ không tranh luận với anh, sau này chúng ta có thể đấu đơn một trận, đánh tay đôi hoặc là đọ tay tùy anh chọn. Thương Kiến Diệu mỉm cười, chỉ vào Tương Bạch Miên nói, tôi với anh. Nếu đọ tay ngay cả cô ấy anh cũng không thắng được. Lúc nào anh thắng cô ấy rồi hãy tính, nói như thể anh thắng được tay trái của tôi không bằng. Trong bụng Tương Bạch Miên đầy những câu không thể nói ra miệng. Kẻ cơ bắp đối diện rõ ràng đã rơi vào bẫy của Thương Kiến Diệu. Được, thiếu tá nam kia kiềm chế sự kích động của bản thân. Anh ta xoay người đi qua cổng chính có hàng rào sắt, tiến về phía cửa của tòa nhà, định báo cáo với tướng quân Forget. Thiếu tá nữ đi cùng anh ta đi sau vài bước, cười nói, mặc kệ anh ta si mê cơ bắp, thiếu chút nữa còn thay đổi xu hướng tình dục. Anh ta còn lợi hại hơn tôi tưởng tượng, Thương Kiến Diệu cảm thán từ đáy lòng. Tương Bạch Miên thấy thiếu tá nữ có thái độ thân thiện, bèn hỏi, các cô xưng hô thế nào?
thiếu tá nữ kia có mái tóc màu vàng thẫm, trải chuốt rất gọn gàng, dài qua tai một chút. Cô ta có ngũ quan không tệ, chỉ có điều phần lớn đều giống người Hồng Hà, da thô ráp, lỗ chân lông to. Mặt khác, gương mặt của cô ta không hề nhu hòa, mà rất cứng, rất đàn ông. Cô ta vẫy tay phải, vừa cười vừa nói, tôi là Cassirer, anh ta là Zukas. Nói xong, Cassirer đi theo sau Zukas, tiến vào phủ tướng quân. 9 giờ đúng, một chiếc xe thiết giáp màu xám từ trong lái ra, Forget mặc đồng phục tướng quân của mình, vẫy tay với đám binh lính qua cửa sổ xe. Ông ta nhìn thấy xe Jeep đỗ ở phía xa và Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu, bèn gật đầu, ý bảo họ theo sau. Đoàn xe đi một mạch về phía nam, ra khỏi khu Kim Mạch Tuệ. Bên ngoài thành phố có 300-400 binh lính đang đợi. Họ có người lái xe tăng, cầm theo máy bay không người lái, có người đi xe mô tô, có người mang theo người máy chiến đấu màu thép đen, có người đi xe thiết giáp, tất cả đều vũ trang đầy đủ. Đây là đội quân nhận lệnh của Forget, hai nhánh quân hợp lại với nhau, lên đến gần 500 người. Đối phó với mấy tín đồ tà giáo trốn trong trang trại, đội ngũ này có thể coi là thanh thế lớn. Gần giống với công ty, đội quân trong biên chế có thể trực tiếp chỉ huy, trực tiếp điều động, khoảng 400-500 người. Forget hẳn là đã xin phép quan chấp chính kiêm thống soái Beaulieus, nếu không thì để một đội quân tự chủ hành động ở ngoại ô như thế là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tương Bạch Miên xuyên, qua kính chắn gió nhìn về phía xa xa, cố gắng lồng ghép hình thức của sinh vật bàn cổ với tình huống ở thành phố Ban Sơ. Trong biên chế của thành phố Ban Sơ, đây là một tiểu đoàn phòng thủ thành phố, chỉ huy trưởng thường là thiếu tá. Đội ngũ chỉnh tề có trật tự tiến quân về phía mấy trang trại của Mông Cương, Triệu Nghĩa Học, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Dưới sự chỉ huy của Forget, 4/5 người và mấy người máy chiến đấu tản ra, bao vây toàn bộ khu vực. Hai thiếu tá Zukas và Cassirer thì dẫn theo binh sĩ còn lại và người máy chiến đấu, Thương Kiến Diệu, Tương Bạch Miên, Nagua, ra thủ lệnh, mạnh mẽ xông vào trang trại. Liếc nhìn đội quân tuy nhỏ nhưng đầy đủ vũ trang, Tương Bạch Miên lại quay đầu nhìn xe chỉ huy bọc thép đỗ bên cạnh rừng cây. Lúc này, Forget không xông bừa vào, không dẫn đầu lục soát trang trại, mà đợi ở phía xa. Ông ta có đầy đủ tư cách để trở thành mục tiêu của giáo dục phản tri thức, cái bẫy lần này có xác suất không nhỏ là thiết kế để nhắm vào ông ta. Nếu ông ta không vào trang trại, bẫy dập sẽ triển khai thế nào? Mục đích của trang trại là dẫn dụ lực lượng bảo vệ lớn mạnh nhất ở bên cạnh ông ta rời đi, tranh thủ thời gian chênh lệch. Forget hẳn là cũng nghĩ ra điều này, đã có sự sắp xếp tương ứng rồi, hơn nữa bản thân ông ta cũng rất có khả năng là cường giả. Trong lúc theo đám người Zukas, Cassirer tiến về phía trước, Tương Bạch Miên vô thức suy tư. Người hầu, nô lệ trong trang trại nhìn thấy quân chính quy xông vào, đều sợ hãi lùi lại, không ai dám cản trở, đội ngũ dễ dàng đi đến nhà chính. Có phát hiện ra mục tiêu không? Zukas nghiêng đầu hỏi Thương Kiến Diệu và Tương Bạch Miên. Thương Kiến Diệu lắc đầu. Giây tiếp theo, các quản lý đã đến cửa nhà chính, cung kính đợi quan trên lên tiếng. Ánh mắt Thương Kiến Diệu sáng lên, vội vàng chạy tới bên cạnh Triệu Thủ Nhân, cười hỏi, Mông Cương, Thân Khuê và đám người Triệu Nghĩa Học đâu. Triệu Thủ Nhân thấy là anh em của mình, thở phào nhẹ nhõm, đáp lại với vẻ mặt phức tạp họ ăn sáng xong thì xuống hầm ngầm, không biết đang làm gì, ôi, gần đây họ đều rất kỳ lạ. Hầm ngầm, Zukas lặp lại từ này, lệnh cho Triệu Thủ Nhân, dẫn đường. Cửa vào hầm ngầm ngay ở lầu 1, đám người Tương Bạch Miên nhanh chóng nhìn thấy cầu thang bên dưới cửa gỗ màu nâu. Zukas giơ tay đè xuống, ý bảo mọi người dừng lại, sau đó ra lệnh cho binh lính xung quanh, cho nổ cửa phòng. Sử dụng đạn pháo sáng, bắn đạn thôi miên. Anh ta hoàn toàn không cậy mạnh xông thẳng vào hầm ngầm, liều mạng với kẻ địch. Trong đầu anh ta cũng không hoàn toàn là cơ bắp. Tương Bạch Miên thầm cảm khái một câu. Các binh lính lập tức vào vị trí tương ứng. Ầm ầm. Một quả đạn pháo bay ra khỏi ống phóng rocket dạng vác vai, bắn nổ tan tành cửa gỗ, khiến cả tòa nhà lắc lư vài cái, thủy tinh loảng xoảng vỡ nát. Ngay sau đó từng quả đạn pháo sáng bị quăng vào hầm ngầm, ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên khiến phần lớn những ai nhìn thẳng đều bị mất thị lực trong thời gian ngắn. Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu đã sớm lặng lẽ đeo kính đen lên, những người không có kính đen thì lựa chọn quay lưng lại và nhắm mắt vào. Sau đạn pháo sáng, từng viên đạn có thể tỏa ra khí thôi miên bị ném liên tiếp về phía mục tiêu. Không lâu sau, Zukas, Cassirer đeo mặt nạ phòng độc, dẫn theo binh lính cũng trang bị tương tự, xông vào tầng hầm ngầm.
Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu cũng lấy trang bị tương tự từ binh lính bên cạnh, theo sát phía sau, giúp nhận mặt. Về phần Nagua, khí thôi miên không có hiệu quả nào với ông ta. Hầm ngầm của trang trại này không lớn lắm, gần bằng một phòng khách bình thường. Thương Kiến Diệu và Tương Bạch Miên vừa đi qua cửa chính vỡ nát, đã thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong. Dưới nền đất lát đá xám trắng có một vòng người ngã vật xuống, họ tạo thành một vòng tròn, mỗi người đều khoác một chiếc áo dài đen, đeo mặt nạ màu trắng không có ngũ quan, nhìn có cảm giác tà ma. Zukas đi tới bên cạnh một người mặc áo dài đen, ngồi xổm xuống, vạch mặt nạ mang tính nhận diện của giáo dục phản tri thức, ngẩng đầu hỏi Thương Kiến Diệu, là mục tiêu à? Thân khuê, Thương Kiến Diệu báo tên người hôn mê kia. Thuận lợi vậy sao? Uy lực của tác chiến chính quy. Tương Bạch Miên nghi ngờ nhíu mày. Zukas tháo mặt nạ của từng người ra, Thương Kiến Diệu lần lượt nhận ra thân phận của họ. Nhưng cuối cùng họ phát hiện thiếu hai người, Mông Cương có năng lực thôi miên và con trai thứ hai nhà họ Triệu, Triệu Nghĩa Học. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 524, Đường dây. Lúc Thương Kiến Diệu nhận mặt những người đang hôn mê, các binh lính cũng không nhàn rỗi, họ hoặc đeo mặt nạ phòng độc, canh giữ ở xung quanh, đề phòng việc bất trắc, hoặc cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách trong hầm ngầm. Lúc này, một binh sĩ lớn tiếng hô lên, nơi này có một cánh cửa. Trong góc phòng bên phải của hầm ngầm có một pho tượng hình người bằng đá cẩm thạch, đằng sau nó che giấu một cánh cửa gần như hòa làm một với bức tường. Khi cánh cửa kia mở ra, một lối đi tối mờ mịt sâu thẳm xuất hiện trước mặt mọi người. Trong có đèn điện, nhưng dường như cách rất xa mới có một ngọn, cho nên trông có vẻ ảm đạm. Đạn pháo sáng, đạn thôi miên, thiếu tá cơ bắp Zukas một lần nữa ra lệnh. Qua một lượt thanh trừ, anh ta và Cassirer mới dẫn một phần binh lính, đeo mặt nạ phòng độc, xông vào lối đi. Tương Bạch Miên có chút ngạc nhiên đi theo, Thương Kiến Diệu còn nhanh chân cô. Địa đạo này khá dài, đi khoảng mấy phút, đám người đuổi theo mới nhìn thấy lối ra, về lại mặt đất. Nơi này ở ngoài trang trại của nhà họ Triệu, gần sông Đài Vi, nằm ở nơi kín, đào trong đồi núi, có vết bánh xe, còn rất mới. Cassirer để mái tóc ngắn màu vàng đậm ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Zukas gật đầu, không cần vội. Anh ta cầm bộ đàm, báo cáo chuyện này cho Forget, xin ông ta phái binh lính đưa phương tiện giao thông đến. Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Nagua lùi lại ở nơi khá xa, lẳng lặng nhìn mọi việc. Tương Bạch Miên mím môi, như có điều suy nghĩ, tôi cảm thấy có vài thứ đang sâu chuỗi thành một đường dây. Dây câu cá? Thương Kiến Diệu cười hỏi. Có lẽ, Tương Bạch Miên khẽ gật đầu. Nagua thảo luận cùng họ, Mông Cương và Triệu Nghĩa Học là mồi nhử. Giáo dục phản tri thức muốn câu con cá nào? Việc này phải xem diễn biến tiếp theo. Tương Bạch Miên mỉm cười, e rằng không phải là dây câu cá, mà là một loại dây thao túng trong múa rối ở thế giới cũ. Lúc họ nói chuyện, binh linh phụ trách bao vây hướng này của trang trại nhà họ Triệu lái từng chiếc xe quân sự tới. Rất hiển nhiên, trong này không có chiếc xe Jeep màu xanh lục của tổ điều tra cũ. Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Nagua chỉ đành chen lên cùng một chiếc thùng xe kéo quân đội, hai tay chống lên tấm ngăn để mặc gió thổi tóc mình. Cảnh sắc nông thôn ở nơi này rất đẹp, kiến trúc cũng rất đặc sắc. Tương Bạch Miên nhập ra tùy tục, thưởng thức phong cảnh xung quanh. Trong phong cảnh tươi đẹp thế này, một số lượng lớn nô lệ đang rải rác trong đồng ruộng là đủ thứ việc. Bởi vì thời gian này xe cộ qua lại không nhiều, con đường ngoại thành lầy lội bùn đất, cho nên đám người Zukas, Cassirer dễ dàng theo vết bánh xe đuổi tới, đi một lát dừng một lát, dừng một lát lại đi một lát. Khoảng 10 phút sau, những chiếc xe quân sự này dừng lại bên ngoài trang trại. Nơi này không những trồng lúa mì, yến mạch, lúa mì đen, mà còn có cả vườn nho. Cassirer xuống xe, ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, trầm giọng nói. Là chiếc xe lúc trước kia, nó đi vào trang trại. Đám người Zukas, Tương Bạch Miên lần lượt đến gần, dùng cách thức của mình để xác nhận. Sau khi khẳng định chiếc xe mà Triệu Nghĩa Học, Mông Cương lái biến mất sau cửa trang trại, Zukas ngẩng đầu liếc nhìn phía trước. Nói với vẻ mặt nghiêm trọng, đây là trang trại mà nguyên lão Varro thích nhất, bình thường ông ấy vẫn hay qua đây ở. Nguyên lão Varro. Tương Bạch Miên thầm lặp lại cái tên này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau với Thương Kiến Diệu. Cô dùng khẩu hình nói, sâu chuỗi đường dây rồi.
Vị nguyên lão tên là Varro này là một trong những người có thực quyền trong thành phố Ban Sơ, là phụ tá của quan chấp chính kiêm thống soái Beaulius. Họ nắm giữ một số lượng lớn người ủng hộ ở viện nguyên lão, quan niệm là trong tình huống không xảy ra tai họa lớn, sẽ cố gắng hết sức để duy trì trạng thái hiện giờ, được hệ thống tình báo của sinh vật bàn cổ gọi là phái bảo thủ. Mà những thành viên tân tiến của viện nguyên lão lại khát khao cải cách, giơ cao cờ hiệu, trùng tu thành phố Ban Sơ, trả đất cho công dân. Họ tụ tập quanh một vị tướng quân tên là Gaius, là quân đoàn trưởng quân đoàn phía đông của thành phố Ban Sơ. Mặt khác, cũng không ít tướng quân và nguyên lão giám sát hệ thống lựa chọn đứng ở thế trung lập, không tham gia vào cuộc tranh chấp của hai phái, được gọi là phái trung gian. Ông già trong trạng thái nửa về hưu Forkett này cũng ở trong đó. Đây không phải là bí mật gì, những thế lực lớn khác đều có thông tin này, Tương Bạch Miên đã tìm hiểu được từ trong tài liệu của công ty. Nhìn khẩu hình của Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu nghiêm túc gật đầu một cái. Về phần anh ta có thực sự hiểu được ý của mình không, Tương Bạch Miên cũng không biết. Liên quan đến trưởng lão Varro, chúng ta không thể nào tự đưa ra quyết định, phải xin chỉ thị của tướng quân. Cassirer nhắc nhở đồng nghiệp một câu, mặc dù Zukas là một gã đầy cơ bắp, nhưng vẫn có đầu óc. Anh ta không kích động, dùng bộ đàm báo cáo lại kết quả lần theo dấu vết cho Forkett. Forkett nghe báo cáo xong, bình tĩnh nói, tạm dừng tất cả hành động, đợi tôi tới. Tương Bạch Miên thấy thế, lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với đám người Zukas. Đợi Thương Kiến Diệu và Gnawa đi tới, cô thấp giọng nói, đợi lát nữa không biết sẽ diễn ra màn kịch gì, chúng ta xem là được, đừng xen vào. Ôi, tôi thật sự muốn gia nhập màn kịch này, biểu diễn một chút. Thương Kiến Diệu nói với vẻ tiếc nuối. Tương Bạch Miên ha một tiếng, phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Qua một hồi, đám binh lính cùng người máy chiến đấu bao vây trang trại nhà họ Triệu vây quanh xe chỉ huy bọc thép của Forkett cùng nhau lái tới. Forkett triệu tập hai thiếu tá tới trao đổi mấy phút, hỏi rõ tình huống. Sau đó, ông ta ngồi trong xe thiết giáp, lẳng lặng đợi một lúc lâu. Không biết qua bao lâu, ông ta rốt cuộc mở cửa xe thiết giáp, đứng ở bên cạnh chiếc xe, nhìn quanh một vòng, cao giọng hô lên, các binh sĩ, bây giờ tôi sẽ ra một mệnh lệnh. Vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, mái tóc màu vàng đất thưa thớt cũng không còn bắt mắt nữa. Đến khi tất cả binh lính nhìn sang, Forkett lớn tiếng nói, các anh hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta đang điều tra thành viên của tổ chức tà giáo giáo dục phản tri thức, bọn họ đã từng ám át trưởng lão Sawyer, mang đến một cuộc hỗn loạn cho chúng ta. Bọn họ rất nguy hiểm, muốn lật đổ chúng ta, muốn cho tất cả công dân thành phố trở thành con rối cho mình, không còn suy nghĩ, chỉ biết phục tùng. Vì sự an nguy của toàn bộ cư dân thành phố, vì tương lai của thành phố Ban Sơ, chúng ta phải mau chóng bắt được vài thành viên then chốt, tiêu diệt tổ chức này. Trong quá trình này, bất kể phía trước liên quan đến ai, có sự ngăn cản nào, cũng không được lùi bước, tất cả hậu quả do tôi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chúng ta có lệnh của quan chấp chính, tất cả đều phù hợp với luật pháp của thành phố Ban Sơ. Nghe xong lời diễn thuyết của Forkett, không ít binh lính giơ cao vũ khí của mình, cao giọng hô lên, tướng quân. Tướng quân, những binh lính còn lại cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, cùng hô to theo. Sau khi tiếng hô vang lắng xuống, Forkett chỉ về phía trang trại của Varro, các binh sĩ, tôi ra lệnh cho các anh tiếp quản nơi này, cho phép nổ súng. Giờ phút này, ông ta giống như một con sư tử già tỏa ra sự oai vệ lúc trước. Tuân lệnh, tướng quân, các binh lính đồng thanh đáp lại. Forkett gật đầu hài lòng, bắt đầu phân công nhiệm vụ đâu vào đấy. Giống như lúc trước, một bộ phận binh lính mang theo người máy chiến đấu, phân tách ra, bao vây toàn bộ trang trại. Những binh lính và người máy chiến đấu còn lại thì theo hai thiếu tá Zukas và Cassirer xông vào cửa chính của trang trại Varro. Lúc đi qua Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Gnawa, Zukas ngừng lại một chút, lên tiếng hỏi, các cô có đi cùng không? Tương Bạch Miên không chút do dự lắc đầu, đợi các anh tiếp quản xong, chúng tôi sẽ lại tới nhận mặt. Zukas không thuyết phục, rời khỏi nơi ẩn nấp. Nhìn họ tới gần trang trại, giải trừ vũ trang của lính canh cửa, tiến quân thần tốc, Tương Bạch Miên thu lại ánh mắt, liếc nhìn Forkett đang được rất nhiều binh lính bảo vệ. Vị tướng quân này ngồi ở vị trí ghế lái phụ của xe chỉ huy thiết giáp, chuyên chú nhìn vào trang trại Varro, trầm tĩnh mà uy nghiêm. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm vang dội tận trời. Trong trang trại của nguyên lão Varro xảy ra vụ nổ. Ngay sau đó, tiếng súng dày đặc vang lên, xen lẫn là những tiếng ầm ầm cao thấp khác nhau.
Tương Bạch Miên thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, bởi vì tình huống này không khác mấy so với cô dự tính. Thực sự sẽ xảy ra chuyện gì đó, cô cảm thán với Thương Kiến Diệu và Nagua. Không có sáng tạo, Thương Kiến Diệu phê bình một câu. Tiếng chiến đấu ác liệt chỉ kéo dài một thời gian ngắn, trang trại Varro nhanh chóng trở lại bình thường. Một lát sau, một chiếc xe quân sự từng tiến vào trang trại lái ra ngoài. Zukas và Cassira lần lượt nhảy xuống xe, chào Forkett từ xa bằng nghi thức quân đội, tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành, đã bắt giữ được toàn bộ mục tiêu. Forkett ngồi trong xe chỉ huy thiết giáp gật đầu, cao giọng hỏi vì sao không dùng bộ đàm trực tiếp báo cáo. Zukas và Cassira liếc nhìn nhau, do dự 2 giây, cùng hô lên với âm thanh to như nhau, báo cáo tướng quân. Hiện trường ngoại trừ thành viên của giáo dục phản tri thức còn có thân tín của nguyên lão Varro, cùng với người của quân cứu thế. Giọng của anh ta vang khắp bốn phía, khiến rất nhiều binh lính nghe được rõ ràng. Quân cứu thế, Tương Bạch Miên nhướng mày. Đối với thành phố Ban Sơ mà nói, quân cứu thế vẫn luôn được xếp vào kẻ địch hàng đầu. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 525, Trên đường. Tương Bạch Miên nhướng mày, đồng thời đưa ánh mắt về phía Forkett trên xe chỉ huy bọc thép, chỉ thấy vị tướng quân sư tử hơi lộ vẻ già nua này mang theo vẻ mặt nghiêm túc, thần thái nặng nề, dường như đang đối diện với một vấn đề rất vướng tay vướng chân, rất phiền phức, cũng rất quan trọng. Lúc này, Nagua không hiểu hỏi một câu, vì sao họ không lựa chọn sử dụng báo cáo bằng bộ đàm, buộc phải nói trực tiếp ngay trước mặt. Ông ta muốn hoàn thiện cơ chế phân tích và bắt chước hành vi nhân loại của mình. Tương Bạch Miên bật cười một tiếng, trọng điểm không phải là nói ngay trước mặt, mà là nói ngay trước mặt tất cả mọi người. Nếu không thì sau khi những nhân vật lớn của Viện Nguyên Lão thành phố Ban Sơ kia thỏa hiệp với nhau, họ rất có thể trở thành vật hy sinh. Hiện giờ càng nhiều người biết chuyện này thì tương lai họ càng an toàn hơn. Vậy à, Nagua ghi chép lại tình huống này. Thương Kiến Diệu thì vỗ tay, vừa cười vừa nói, đúng là có kịch hay. Sau khi im lặng một hồi, Forkett mượn hệ thống loa phóng thanh trên xe chỉ huy bọc thép, ra lệnh cho Zukas và Cassira, đưa toàn bộ thành viên của giáo dục phản tri thức, thân tín của Varro, người của quân cứu thế về, tách ra thẩm vấn. Vâng thưa tướng quân, Zukas, Cassira đáp lại bằng cách chào theo nghi thức quân đội, rõ ràng thở phào một hơi. Thấy cảnh này, Tương Bạch Miên lẩm bẩm như có điều suy nghĩ, mục đích của giáo dục phản tri thức thực sự là đẩy mâu thuẫn nội bộ của thành phố Ban Sơ lên mức gay gắt, xé nát lãnh đạo cấp cao của họ, để sự hỗn loạn đến một cách tự nhiên. Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch này không phải đặc biệt nhắm vào ai, không có cái bẫy nguy hiểm, chỉ là mượn điều này để lật tung từng cái nắp lên. Mà sự lựa chọn tốt nhất để lật tung nắp chắc chắn là tướng quân Forkett, người thuộc phái trung lập, có danh vọng cao, nắm giữ một phần quân phòng thủ thành phố, thực lực bản thân cũng rất hùng mạnh. Thương Kiến Diệu nghe vậy, thở dài nói, chúng ta bị lợi dụng rồi. Tổ điều tra cũ trong chuyện này gần như không phát huy được điều gì, bất kể là họ có khám phá ra giáo dục phản tri thức có mục đích khác, cũng khó mà thay đổi được kết quả sau cùng, chỉ có thể trở thành công cụ đảm nhiệm vai chân chạy vặt. Thương Kiến Diệu thở dài, nhưng trên mặt lại không có vẻ nhụt chí và thất vọng, ngược lại còn có chút phấn khởi, có cảm giác tìm được đối thủ. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu nói, cha xứ thật hoặc nên nói vị trưởng lão ở thành phố Ban Sơ của giáo dục phản tri thức kia, mục sư Bố Vĩnh, quả là rất lợi hại, không thể coi thường. Nói đến đây, cô cười tự giễu, bất kể thế nào, ít nhất chúng ta có thể kiếm được 50 ore từ tay họ. Nagua, Thương Kiến Diệu còn chưa kịp đáp lại, Zukas đã đi tới, trầm giọng nói, đến nhận mặt. Được, Thương Kiến Diệu đột nhiên kích động. Lúc theo hai thiếu tá, đi vào trang trại, Tương Bạch Miên thấp giọng hỏi, anh kích động như vậy làm gì? Thương Kiến Diệu không hề che giấu, đáp, vì có thể nhìn thấy người của quân cứu thế. Tương Bạch Miên lập tức ngộ ra, bày tỏ đã hiểu. Khẩu hiệu cứu vớt toàn bộ nhân loại của Thương Kiến Diệu chính là sửa từ tôn chỉ vì toàn bộ nhân loại của quân cứu thế. Đáng tiếc, Thương Kiến Diệu không được như ý nguyện, người của quân cứu thế và thân tín của nguyên lão Varro đã được đưa đi chỗ khác, không bị nhốt cùng đám người của giáo dục phản tri thức. Tổ điều tra cũ chỉ nhìn thấy con trai thứ hai của nhà họ Triệu, Triệu Nghĩa Học và người nghi là cha xứ giả Mông Cương. Họ đều bị bịt mắt bằng tấm vải đen, nhét một miếng vải rách vào miệng,
hai tay trói ra sau lưng. Hai điều trước là để đề phòng năng lực thôi miên, còn điều sau là để hạn chế hành động của họ. Thương Kiến Diệu quét mắt nhìn một lượt, nói với vẻ không hứng thú lắm, là mục tiêu. Triệu Nghĩa Học gầy hơn anh trai gã một chút, collagen trên mặt có thể gọi là rất dồi dào, mũi hơi khoằm. Mông Cương thì mang theo vẻ mặt tiều tụy, dẫn về. Dukas vung tay lên nói. Mấy tên lính lập tức xách Triệu Nghĩa Học và Mông Cương ra khỏi trang trại. Tương Bạch Miên thấy thế, a một tiếng, tiếp theo hẳn là không có việc của chúng tôi nữa rồi nhỉ. Việc này phải xem giao hẹn giữa các cô và chủ thuê. Dukas lạnh nhạt đáp, bên chúng tôi không còn việc gì nữa rồi. Anh ta lại nói, các cô bớt thời gian ra, rèn luyện cơ thể, luyện bắn súng, đây mới là kỹ năng cơ bản để đảm bảo sinh tồn ở đất xám. Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Gnawa đều từ chối cho ý kiến. Dukas lại nhìn về phía Tương Bạch Miên, không phải nói muốn vật tay với tôi sao? Tương Bạch Miên mỉm cười, nói trước, không được ăn gian. Được, Dukas đồng ý rất nhanh. Cassir mang theo tâm thái xem trò vui, cùng Thương Kiến Diệu làm trọng tài. Chưa đến một phút đồng hồ, Dukas hoảng hốt đi ra ngoài trang trại, trong miệng còn lẩm bẩm, không thể nào, điều này là không thể. Làm sao chỉ trong 10 giây tôi thua những 3 lần? Chắc chắn là do tôi còn chưa rèn luyện đủ, cơ bắp không tính là quá mạnh mẽ. Cassir đi theo sau anh ta, tò mò nhìn về phía Tương Bạch Miên, sức mạnh của cô vượt xa tưởng tượng của tôi. Hơn nữa cũng không nhìn ra có cơ bắp quá khoa trương, tôi rốt cuộc có tính là ăn gian không? Tương Bạch Miên rơi vào trầm tư, sau đó mới đáp, có lẽ là bị biến dị một chút, ha ha, đùa thôi. Cassir xua tay phải, cười nói, tướng mạo của cô khiến tôi xác định cô không phải là người không hoàn chỉnh. Nói trên nghĩa rộng, tôi từng cải tạo gen thu được năng lực không phải của con người vẫn được coi là người không hoàn chỉnh, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Tương Bạch Miên thầm nói hai câu, Thương Kiến Diệu giải thích giúp cô, thực ra là năng khiếu bẩm sinh. Đúng vậy, không phải là khổ luyện ra được. Tương Bạch Miên nói dối không chớp mắt, cô lập tức cười nói, tôi thấy thiếu tướng Dukas hơi bị đả kích rồi, chưa biết chừng sau này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của anh ta. Làm phiền cô quay về giúp tôi nói với anh ta hai câu, giữa người với người có sự cực hạn khác nhau, rất nhiều tình huống dựa vào rèn luyện cũng thể bù đắp được. Nếu quả thật muốn thắng tôi, vậy thì anh ta chỉ có thể nói một câu tôi không làm người. Cassir liếc nhìn Dukas như cái xác không hồn ở phía trước, thấp giọng cười nói, có lẽ hai câu này sẽ kích động anh ta hơn. Họ ra khỏi trang trại, vừa vặn thấy từng nhóm quân phòng thủ thành phố rút lui khỏi đây, Tương Bạch Miên nhận được sự đồng ý của tướng quân Forget, tạm biệt rời khỏi đây. Những chuyện tiếp theo, tổ điều tra cũ không thể xen vào, họ chỉ hy vọng sự hỗn loạn có thể mang đến cơ hội. Chiếc xe Jeep màu xanh bộ rội chạy dọc theo đường đất ở vùng ngoại ô, tiến về phía lối vào phía nam thành phố. Tương Bạch Miên vừa lái xe, vừa theo thói quen quan sát tình huống hai bên. Đột nhiên tổng mắt cô lóe lên một ánh lửa. Đó là cảnh tượng lúc lựu đạn, tên lửa, đạn pháo bắn ra mà cô đã quen thuộc, địch tấn công. Tương Bạch Miên không cần nghĩ ngợi lập tức đánh tay lái, đạp chân ga. Trong tiếng gầm tăng áp được mô phỏng ra, xe Jeep văng ra ngoài, rẽ về một hướng khác. Uỳnh uỳnh, đằng sau chiếc xe, đạn pháo rơi xuống như đã hẹn, làm bốc lên một đám bụi lớn. Trong màn bụi mù, ánh lửa lóe lên, giống như một quả cầu rực cháy. Xe Jeep điên cuồng chạy về phía trước, cố gắng thoát khỏi khu vực này, nhưng mặt đất mà nó đang đè lên đột nhiên phồng lên. Ầm ầm, những viên địa lôi nổi tung, hất bay xe Jeep, khiến nó rơi xuống đất, lăn vài vòng. Giờ phút này, trong đầu Tương Bạch Miên chỉ có mấy suy nghĩ, việc này hợp lý sao? Không hợp lý. Con đường này dùng để cho xe qua lại, kẻ địch làm sao chôn địa lôi nhắm chính xác vào xe của đám người mình. Khi xe Jeep dừng lăn, Tương Bạch Miên ở trong trạng thái lộn ngược quyết định thật nhanh, tháo dây an toàn, mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài. Thương Kiến Diệu cũng làm hành động tương tự, thoáng cái đã lăn vào ven đường. Đúng lúc này, anh thấy một đôi giày ủng được lau chùi bóng loáng. Người đi giày ủng là một người đàn ông gầy tong teo, ánh mắt hắn giống như một vòng xoáy tăm tối, hệt như đang hút đi linh hồn của Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu đầu tiên là mờ mịt, trở nên đờ ra, sau đó tư duy nhảy cóc, đổi một nhân cách khác. Anh lập tức hô lên, lão Gnawa. Gnawa nhảy bổ tới, bày ra tư thế núi Thái Sơn đổ xuống. Người đàn ông gầy gò kia thấy không thể thôi miên được Thương Kiến Diệu trong thời gian ngắn,
vội vàng xoay người định chạy trốn. Trong chớp mắt này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm xúc tức giận uất ức, không muốn bỏ cuộc, từ đó nhận thua. Thế là hắn ở nguyên tại chỗ, quay người lại, tiếp tục thôi miên Thương Kiến Diệu. Nagua nhào vào người hắn, giơ nắm đấm sắt to bằng cái bát lên. Bốp! Người đàn ông kia bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng hình ảnh này trước mắt Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu hệt như thủy tinh rơi xuống mặt đất, bị vỡ nát. Tương Bạch Miên dùng mình một cái, lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn còn đang trên xe Jeep, vẫn đang lái xe, Thương Kiến Diệu ngồi bên cạnh, không khác gì so với lúc đầu. Nagua ở hàng ghế sau đột nhiên hô lên, mau phanh lại. Tương Bạch Miên lúc này mới phát hiện mình đã lái xe Jeep ra khỏi đường, đang đi về phía sông Đài Vi dập dềnh sóng nước. Trong tiếng phanh két rất dài, xe Jeep rốt cuộc dừng lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Nagua không hiểu hỏi. Tương Bạch Miên nhìn Thương Kiến Diệu một cái, lẩm bẩm như tự nói, cha xứ thật tập kích. Chuyện họ vừa gặp phải giống hệt với những gì Hứa Lập Ngôn gặp phải ở nghiệp đoàn thợ săn của thành phố Cỏ Dại. Đều rơi vào một ảo ảnh có nhiều người tham gia. Mà Nagua trong ảo ảnh đến từ nhận thức của Thương Kiến Diệu và Tương Bạch Miên cũng không thực sự tồn tại. Thương Kiến Diệu hiếm khi trả lời đứng đắn, cha xứ thật dùng cách này để thử ra thiền sư Tịnh Niệm có năng lực gì. Hiện giờ hắn biết tôi có năng lực người quái đản, cái giá phải trả chính là làm giảm hiệu quả thôi miên ở mức độ nhất định. Hắn còn biết chúng ta có lão Nagua, có vũ khí lợi hại để đối phó với đa số người thức tỉnh. Tương Bạch Miên thở hắt ra, cảm ứng vài giây rồi nói, xung quanh không có nhiều tín hiệu điện. Không thể xác nhận người nào là cha xứ thật, cũng có khả năng không phải là ai cả, dù sao phạm vi của năng lực này cũng chưa biết. Cô lập tức nghiêng người sang, kể lại chuyện vừa gặp phải cho Nagua, cuối cùng dặn dò, sau khi phát hiện chúng ta giải ra, ngây người, thì ông hoặc là đánh thức, hoặc là đánh ngất chúng tôi, có thể dùng bất cứ cách thức nào. Nagua nghiêm túc gật đầu, được. Tương Bạch Miên lại nhìn quanh một vòng, chậm rãi lái xe Jeep về đường cái. Cô vừa lái xe, vừa thở dài, ôi, không biết cha xứ thật sẽ bỏ qua vì điều đó, hay là bày ra một phương án tập kích nhắm vào đặc điểm của chúng ta. Chúng ta đi tập trung với Tiểu Bạch và Tiểu Hồng trước. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 526, Tự suy ngẫm. Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đang ở trên con đường tất phải đi qua khi đến mấy trang trại nhà họ Triệu, giấu xe Việt dã màu xám vào trong rừng cây bên cạnh đường. Khi thấy chiếc xe Jeep màu xanh bộ đội lái ra, họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Thương Kiến Diệu ấn cửa sổ xe xuống, vẫy tay với hai đồng đội, xong rồi. Bắt được người của giáo dục phản tri thức rồi à? Bạch Thần hỏi không kinh ngạc lắm. Cô và Long Duyệt Hồng cũng nghe thấy trong một trang trại nào đó bên cạnh bờ sông Đài Vi vang lên tiếng nổ lớn, chỉ là nơi đó không cùng hướng với trang trại nhà họ Triệu. Thương Kiến Diệu làm bộ thở dài, chúng ta không thắng, bọn họ cũng không thua. Thì ra là hòa nhau. Long Duyệt Hồng bất giác lóe lên một suy nghĩ như thế. Nhưng khi tỉ mỉ suy nghĩ, hắn mới phát hiện ra ý của Thương Kiến Diệu thật sự là chỉ việc khác. Giáo dục phản tri thức đã thực hiện được ý đồ. Long Duyệt Hồng vừa hỏi vừa nhìn về phía xe Jeep dừng lại. Tương Bạch Miên đẩy cửa xe đi xuống, khẽ gật đầu, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì đúng là thế. Mắt thấy Bạch Thần và Long Duyệt Hồng ngày càng gần, cô đột nhiên đưa tay phải ra, làm động tác dừng. Tương Bạch Miên chợt nói, sau đó chúng tôi đã gặp phải cha xứ thật, nếu năng lực kia vô cùng hiếm thấy, thì hẳn chính là hắn. Cho nên, tôi và Thương Kiến Diệu đã lấy tư liệu từ chỗ lão Nagua ra để so sánh với ký ức, xác nhận không hề bị âm thầm thay đổi cái gì. Để ổn thỏa, hai người cũng so sánh xem sao. Bạch Thần và Long Duyệt Hồng cũng để ký ức mấu chốt của mình ở trong cơ thể Nagua, Bạch Thần không có ý kiến gì. Lấy một chiếc máy tính xách tay từ ba lô chiến thuật ra, dùng dây nối cắm vào ổ cắm trên người Nagua. Tương Bạch Miên thì ném máy tính cho Long Duyệt Hồng, bảo hắn và Bạch Thần cùng tiến hành, dù sao ổ cắm của Nagua cũng không thiếu. Sau khi tải về phần ký ức đã được tách ra, Long Duyệt Hồng dùng mật mã giải nén, từ từ xem nội dung. Là bạn từ nhỏ của Thương Kiến Diệu, cùng học và cùng lớn lên với Thương Kiến Diệu, tuy anh ta luôn thích cười nhạo tôi, kích động tôi, khiến tôi chỉ hận không thể tẩn anh ta một trận, nhưng anh ta là một người rất tốt bụng, phần lớn những lúc trêu đùa đều mang ý tốt. Long Duyệt Hồng đọc xong đoạn ký ức này, vẻ mặt chợt trở nên kỳ quặc.
Gương mặt hắn từ từ vặn vẹo, làm toát lên vẻ buồn bực. Không, không đúng. Long Duyệt Hồng khó khăn lên tiếng, giống như đang phải đối đầu với ai vậy, anh ta rõ ràng là một tên đáng ghét. Tên khốn kiếp chưa bao giờ cân nhắc đến tâm trạng và mặt mũi của người khác, chỉ hận không thể giết chết anh ta. Nói đến đoạn sau, hắn rốt cuộc nghĩ ra nên dùng cái nào làm chuẩn, cúi xuống chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Tôi từng bị thôi miên rồi, vù, hoặc là bóp méo một vài chi tiết trong ký ức. Phía Bạch Thần bên kia, vẻ mặt cũng từ từ lạnh lùng, nhìn Tương Bạch Miên, thong thả nói, vì sao tôi phải đố kỵ với cô, ghen tị chiều cao của cô, ghen tị vẻ đẹp của cô, ghen tị năng lực mạnh mẽ của cô, ghen tị với việc cô giỏi quan tâm đến tâm trạng của những người khác nhau, có thể hòa đồng với mọi người. Tôi rõ ràng nên là gì? Thương Kiến Diệu hiếu kỳ hỏi. Anh vừa dứt lời, đã bị Tương Bạch Miên kéo một cái, ý bảo không cần hỏi lung tung. Bạch Thần không trả lời Thương Kiến Diệu, vẻ mặt dần trở lại bình thường, nhưng tốc độ nói vẫn còn chưa đủ nhanh, một vài cảm xúc trong trí nhớ của tôi đã bị người khác thay đổi rồi. Mà cô và Tiểu Hồng không hề phát hiện ra, Tương Bạch Miên nghiêm mặt hỏi. Bạch Thần nhớ lại rồi nói, chúng tôi ở đây đợi tiếp ứng các cô, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe cộ đi ngang qua. Sau đó, có một thợ săn đuổi thỏ từ phía khác của rừng chạy đến gần chúng tôi. Anh ta không nói gì với chúng tôi, cũng không đến quá gần, khoảng cách chừng 10 mét, hoặc xa hơn một chút. Tôi và Long Duyệt Hồng đều đề phòng anh ta, tôi không nhớ có từng đối diện không. Tương Bạch Miên trực tiếp hỏi, các cô còn nhớ dáng vẻ của anh ta không? Long Duyệt Hồng và Bạch Thần cố gắng nhớ lại hơn 10 giây, sau đó nói với mức độ sợ hãi không giống nhau, không nhớ. Tướng mạo của anh ta rất mơ hồ. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu nói, xem ra đúng là cha xứ thật tự mình ra tay rồi. Nếu hắn lại mạnh hơn so với lúc ở thành phố cỏ dại thì khoảng cách kia hẳn là có thể sử dụng được thôi miên, hoặc là chúng ta không rõ phạm vi ảnh hưởng của bóp méo ký ức. Chuyện đối phó với Hứa Lập Ngôn ở thành phố cỏ dại, cha xứ thật để lộ ra vấn đề muốn thôi miên phải đến gần, tăng lữ máy móc tịnh niệm phân tích cho ra kết luận đại khái khoảng 4 đến 6 mét. Không đợi Bạch Thần và Long Duyệt Hồng đáp lại, Tương Bạch Miên để lộ vẻ trầm tư. Tôi cho rằng khả năng cao hơn là thôi miên và bóp méo ký ức rõ ràng đã mạnh hơn, giới hạn hẳn là sẽ lớn hơn, sẽ không sản sinh hiệu quả đơn giản như thế. Có lẽ trong ký ức của các cô đã có sự nhầm lẫn về khoảng cách lúc đó. Long Duyệt Hồng nghe vậy, cảm thấy may mắn nói, cũng may chúng ta đã có chuẩn bị tương ứng, nếu không thì rắc rối rồi. Thương Kiến Diệu nhìn quanh một vòng, làm dấu tay xịt, đừng nói nữa. Cha xứ thật có lẽ còn đang ở gần đây. Trong lúc Long Duyệt Hồng cả kinh, Tương Bạch Miên mắng Thương Kiến Diệu một câu, đừng dọa Tiểu Hồng, cẩn thận ngày nào đó anh ta thực sự bắn tỉa sau lưng anh đó. Anh xem, nhưng chuyện anh làm trong quá khứ chẳng phải bị lợi dụng rồi sao? Thương Kiến Diệu cảm thấy không sai, vừa cười vừa nói, xem ra cha xứ thật rất hận chúng ta. Có lẽ chỉ là thuận tiện. Long Duyệt Hồng bất giác phản bác. Sau đó, hắn thấy Nawa lắc đầu. Không. Tương Bạch Miên chợt nói, hắn thật sự nhắm vào chúng ta, tôi nghi ngờ hắn thường xuyên lui tới gần đường Thiết Huân Chương, từng âm thầm quan sát. Biết chúng ta có chia nhau hành động, một đội tới trang trại, một đội tiếp ứng, nếu không thì hắn không thể nào triển khai hành động có thứ tự trước sau như thế. Đầu tiên hắn tìm cơ hội thôi miên hai người, thay đổi một phần ký ức, sau đó, mượn việc chúng ta, sẽ tới tập hợp, đã sớm mai phục ở ven đường, thử dùng cách thức sở trường của mình để đối phó chúng tôi. Nếu thực hiện được, có lẽ lúc đó chúng tôi đã chết hoặc trở thành tôi tớ của hắn, làm việc cho hắn. Cũng may chúng tôi có lão Nawa, không mắc vào bẫy của hắn. Trong kế hoạch của hắn, tập kích chúng tôi không phải là việc nắm chắc hoàn toàn, cho nên đã thôi miên hai người từ trước, để hai người trở thành phương án dự bị của hắn. Hai người nghĩ xem, nếu chúng ta vì từng đối chọi được với vụ tập kích, cảm thấy không có chuyện gì, trở nên lơ là mất cảnh giác, trên đường trở về, lúc ở chung sau đó. Tôi và Thương Kiến Diệu lơ đãng nói ra một hai câu, làm một vài động tác là khiến hai người nảy sinh sát ý. Khó đề phòng nhất ngoại trừ bản thân, còn có đồng đội của mình. Bạch Thần khẽ gật đầu, giao đấu với kẻ địch như cha xứ thật, không sợ hắn gióng trống khua chiêng, chỉ sợ không biết đi lướt qua hắn lúc nào, bất chi bất giác trúng kế của hắn. Nếu hắn dám đường hoàng đến, tôi có thể tẩn cho hắn bỏ về bằng bốn chân. Thương Kiến Diệu lớn tiếng nói, dường như đang dùng cách này để kích thích cha xứ thật còn đang ẩn nấp ở khu vực xung quanh, dù sao trong phạm vi cảm ứng của anh cũng không có. Tiếp đó,
Anh nói với giọng bình thường, lão Nawa có thể tẩn cho hắn bỏ về bằng tám chân. Người máy cũng không sợ bị chúng thôi miên hay bóp méo ký ức. Tương Bạch Miên cười thở dài, cha xứ thật có lẽ đã biết chúng ta phá hỏng chuyện của mình ở thành phố cỏ dại. Sau khi phát hiện chúng ta có tham dự vào chuyện trang trại nhà họ Triệu, thuận thế bày một cái bẫy cho chúng ta. Đúng vậy, Long Duyệt Hồng vẫn còn đang sợ hãi trong lòng. Sau khi trải qua đủ chuyện ở thành phố cỏ dại, chợ đá đỏ và Tắc Nan, thu được hai bộ thiết bị khung xương quân dụng và có người máy thông minh Nawa làm đồng đội. Hắn vốn nghĩ tổ điều tra cũ có thể xông pha phần lớn đất xám rồi, chỉ cần không chọc vào quân chính quy. Chọc vào các lực lượng nòng cốt của các giáo phái lớn thì vấn đề cũng không lớn, như toán cướp hay là tổ chức xã hội đen gì đó, căn bản không có sức uy hiếp gì lớn. Mà bây giờ, dường như chỉ cần một mình cha xứ thật, đã thiếu chút nữa khiến tổ điều tra cũ gặp phải tai ương ngập đầu. Không thể cứ thế bỏ qua được. Thương Kiến Diệu không thấy uể oải, bày tỏ sự quyết tâm của mình. Tương Bạch Miên suy nghĩ một chút, nhìn về phía Long Duyệt Hồng và Bạch Thần, nói, tâm trạng của hai người bây giờ còn có vấn đề gì không? Không cần sợ, cứ thẳng thắn nói ra chúng ta còn có ngọc số mệnh dự phòng, đến lúc đó bảo Thương Kiến Diệu vào thế giới tâm linh của hai người tổng vệ sinh là được. Được được, hai mắt Thương Kiến Diệu sáng lên, nhìn về phía Long Duyệt Hồng. Long Duyệt Hồng hơi hoảng hốt, vội vàng so sánh tư liệu, rồi xem, xét kỹ bản thân mình. Mấy phút sau, hắn thở phào một cái, không thành vấn đề. Sau khi biết được cái gì là thật, cái gì là giả thì hiệu quả của thôi miên sẽ hoàn toàn giải trừ. Bạch Thần cũng nói ra kết quả xem xét bản thân của mình. Tương Bạch Miên gật đầu, mỉm cười, trước khi rời khỏi thành phố Ban Sơ, chúng ta phải thường xuyên đối chiếu ký ức, tránh việc trở thành con dao trong tay cha xứ thật lúc nào không biết. Ha ha, chúng ta như thế này mới thật sự là một ngày tự tu tỉnh ba lần. Nói xong, cô nói với Nawa, lão Nawa, ông ở lại đây, cùng trông xe với đám tiểu bạch, tôi và này vào rừng đi dạo. Vào rừng làm gì? Long Duyệt Hồng nghi hoặc hỏi. Tương Bạch Miên mỉm cười nói, tìm đầu mối. Người như cha xứ thật, chắc chắn là tràn đầy cảm giác ưu việt, hắn ỷ vào năng lực khiến người khác không thể nhớ được tướng mạo của mình, có lẽ sẽ không quá chú ý đến những lĩnh vực của người bình thường. Chỉ cần đi qua thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nếu hắn xuyên qua rừng cây, cũng có khả năng để lại dấu chân. Nói đến đây, Tương Bạch Miên nghiêm mặt tổng kết, người thức tỉnh càng cho rằng mình vượt qua người bình thường, thì càng có khả năng thua ở lĩnh vực của người thường, họ chỉ mạnh mẽ về một mặt, chứ không phải là toàn bộ. Long Duyệt Hồng nghe vậy thì sửng sốt, vừa cảm thấy tỉnh ngộ ra, vừa xấu hổ vì bản thân chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này. Tổ trưởng, cô ngầu quá. Thương Kiến Diệu lên tiếng khen ngợi. Thấy Tương Bạch Miên nhìn sang, anh để lộ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, tôi nói giúp Tiểu Hồng, tôi không có. Long Duyệt Hồng bất giác muốn phủ nhận, nhưng cảm thấy mình quả thật có suy nghĩ như vậy, thế là lựa chọn thầm thừa nhận. Tương Bạch Miên mỉm cười, nói với Thương Kiến Diệu với chút đắc ý, còn không mau đi. Lát nữa chúng ta phải thay phiên nhau quan sát bốn phía, đề phòng cha xứ thật bất ngờ quay xe. Hắn không hiểu cái từ này, Thương Kiến Diệu nghiêm túc giải thích. Lúc nói chuyện, anh đã theo ở đằng sau Tương Bạch Miên, đi vào rừng cây xanh tươi tùm. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 527, quay về như cũ. Rừng cây ở vùng ngoại ô tùm, cành lá đan xen, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dưới, khiến nơi này có vẻ tăm tối lại yên tĩnh. Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu không vội vã đi sâu vào, mà đi đến chỗ nấp kiêm chỗ giấu xe của Bạch Thần và Long Duyệt Hồng lúc trước, dùng chỗ này làm tâm điểm, tìm kiếm ra bốn phía. Trong quá trình này, họ đều lấy đèn pin ra, cũng bẻ cành cây, gạt cỏ, tìm kiếm vết tích. Trạng thái của Tương Bạch Miên vẫn tương đối thả lỏng, vừa nghiêm túc lục soát, vừa bật cười một tiếng. Những người thường săn thú trong rừng đều sẽ lấy một cành cây hoặc cây gỗ dài để gạt bụi cỏ, lùm cây trước mặt, giống như chúng ta bây giờ, mục đích là dọa cho rắn độc, côn trùng độc có khả năng đang ẩn nấu chạy đi. Tránh việc không cẩn thận dẫm lên chúng sẽ bị cắn một phát, vì sao phải dọa chúng chạy? Dọa chạy ra bắt lấy có thể coi là lương thực mà. Thương Kiến Diệu đang quan sát tình hình bốn phía, bày tỏ làm vậy thật lãng phí. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu, con người lúc cực kỳ đói, việc gì cũng có thể làm ra được, hơn nữa còn có ý tưởng, có công cụ.
Tôi vẫn luôn nói như thế, ngoại trừ số ít quần thể bị biến dị biến thành quái vật, sinh vật nguy hiểm nhất trên đất xám chính là con người. À, vô tâm giả cao cấp cũng được xếp vào hàng con người. Lúc nói chuyện, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, chiếu đèn pin về mặt đất trước mặt. Quả nhiên có vết chân. Tương Bạch Miên bình tĩnh nói một câu. Tiếp đó, cô nhắc nhở Thương Kiến Diệu, lúc đi đến đó cẩn thận một chút, đừng phá hủy những dấu vết khác, với cả, đừng lơ là quan sát xung quanh. Thương Kiến Diệu lập đi nhẹ bước, từng chút đến gần về phía Tương Bạch Miên. Tương Bạch Miên quay đầu liếc mắt nhìn, cách đám tiểu bạch chừng 5 mét, ký ức liên quan của đám tiểu bạch quả nhiên đã bị bóp méo hoặc làm nhiễu. Như vậy, so với lúc ở thành phố cỏ dại, năng lực của cha xứ thật tăng lên không rõ lắm, hẳn là còn chưa đột phá về chất, chưa đến hành lang tâm linh. Ôi, lúc trước không nhắc nhở Tiểu Bạch và Tiểu Hồng, bảo họ vừa phát hiện có người tiến vào phạm vi 10 mét thì lập tức rút súng ra chĩa vào, cảnh cáo đối phương không được đến gần thêm. Tôi cũng không ngờ, cha xứ thật lại nhắm vào chúng ta, hành động bắt bớ lại không cần hắn tự mình đào bẫy. Thương Kiến Diệu tiến tới bên cạnh Tương Bạch Miên, ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy cô quá khinh thường Tiểu Bạch rồi. Tương Bạch Miên nghiêng đầu nhìn anh một cái, ý của anh là Tiểu Bạch biết rõ cha xứ thật cần kéo gần khoảng cách mới có thể thôi miên hoặc bóp méo ký ức. Không thể nào để mặc người khác bước vào phạm vi 10 mét xung quanh mình, lúc đó cô ấy không rút súng ra cảnh cáo là bị ảnh hưởng từ thứ khác. Nói đến đây, Tương Bạch Miên như ngộ ra, họ nhìn thấy cha xứ thật đuổi theo thỏ thật ra là ảo ảnh, giống như những gì chúng ta gặp phải. Mà cha xứ thật nhân cơ hội này, lặng lẽ đến gần họ, đợi ảo ảnh vừa kết thúc thì thôi miên họ. Đúng vậy, lúc trước Hứa Lập Ngôn chính là bị thôi miên như thế. Bởi vì khoảng cách ảo ảnh và hiện thực quá gần, Tiểu Bạch và Tiểu Hồng lại bị ảnh hưởng. Có một vài ký ức xuất hiện không rõ, cho nên đã làm lẫn lộn giữa thợ săn và thôi miên, tạo thành quan hệ nhân quả. Thảo nào Tiểu Bạch nói thợ săn cách họ chừng 10 mét, thậm chí là xa hơn, cô ấy hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng khi thợ săn đến gần thêm chút nữa thì sẽ rút súng cảnh cáo, cho nên ấn tượng ở phương diện này không hề mơ hồ. Tương Bạch Miên bỗng nghiến răng nghiến lợi, cha xứ thật quả là xảo trá. Hiện giờ tôi chỉ hy vọng hắn dùng chiêu này để đối phó với tôi. Trong ảo ảnh như thế, cha xứ thật dường như có thể ẩn giấu ý thức nhân loại của mình hoặc là dùng cách khác để qua mắt được người thức tỉnh có mặt. Lúc trước thiền sư Tịnh Niệm không phát hiện ra, nhưng Tương Bạch Miên tin, cha xứ thật chắc chắn sẽ không nghiên cứu khoa học, không theo đuổi kỹ thuật tân tiến nhất, khả năng cao là sẽ không biết che giấu tín hiệu điện sinh vật của mình. Đến lúc đó, Tương Bạch Miên sẽ cho hắn một bất ngờ, cho hắn biết cái gì gọi là mù chữ. Thương Kiến Diệu không trả lời Tương Bạch Miên, đột nhiên thở dài nói, tôi còn thực sự muốn xem cha xứ thật bắt thỏ. Tương Bạch Miên tưởng tượng ra cảnh tượng này, cảm thấy kỳ quặc, một nhân vật phản diện nổi tiếng, xảo trá thành danh, giỏi mưu mô lại vất vả bắt thỏ trong rừng cây. Sao càng nghĩ càng buồn cười thế? Kiểm tra dấu vết đi. Tương Bạch Miên ngăn không cho suy nghĩ mình bay xa. Cô lại chiếu đèn pin vào những vết chân kia, đo đạc đơn giản một chút, cuối cùng ra một đánh giá mơ hồ, vết tích còn khá mới mẻ. Chiều cao khoảng 1m75 đến 1m8. Đàn ông. Cân nặng khá nhẹ, hẳn là còn nhẹ hơn tôi, kết hợp với trạng thái bùn đất để tính. Lát nữa bảo lão Nawa đến đây, cũng rút ra manh mối ít ỏi, chụp ảnh lưu trữ. Chân trước nặng, chân sau nhẹ, lúc bước đi thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hoa văn đế giày không xác định có phải là loại thông thường của thành phố Ban Sơ không, độ mài mòn khá nghiêm trọng. Tương Bạch Miên lập tức chiếu đèn pin về chỗ cách đó không xa, tìm vết chân thứ hai. Bởi vì mùa xuân mưa nhiều, bùn đất trong rừng khá nhão, cô và Thương Kiến Diệu nhanh chóng tìm được một loạt vết chân đang tiến gần về chỗ cũ của Bạch Thần và Long Duyệt Hồng. Lúc Tương Bạch Miên bỏ quỹ đạo vào trong vi mạch phụ trợ của mình, cô hơi nhíu mày, bước đi của cha xứ thật có chút kỳ lạ, nhưng không giống như đang uống say. Bình thường chỉ cần không bị bịt mắt thì một người đi về phía trước tất nhiên là sẽ giữ một trạng thái nhất định, đến khi phải rẽ ngang mới điều chỉnh phương hướng. Nhưng dấu chân trên đất lúc thì lệch trái, lúc thì lệch phải, khi nông khi sâu, khiến người ta có cảm giác mục tiêu hơi lảo đảo. Nếu nói sự thay đổi này khá lớn thì có thể giải thích cha xứ thật dùng cách này để tránh khỏi sự theo dõi của Bạch Thần và Long Duyệt Hồng, hoặc là bị say rượu, nhưng tất cả vết chân lệch khỏi quỹ đạo đều có biên độ khá nhỏ. Thương Kiến Diệu nghiêm túc gật đầu, xem ra hắn cũng là người thích vũ đạo hoặc là thích nhảy nhót. Trong đầu Tương Bạch Miên đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng,
suýt thì không xóa đi được. Đó là hình ảnh cha xứ Thật và Thương Kiến Diệu cùng nhau nhảy quả táo nhỏ. Lúc này Thương Kiến Diệu lại bồi thêm một câu, hoặc là người hắn bị yếu đi rồi. Hai mắt Tương Bạch Miên sáng lên, kết hợp với đặc điểm cân nặng ít của hắn, tôi nghi ngờ trạng thái sức khỏe của cha xứ Thật không được tốt lắm. Ba năng lực của hắn là thôi miên, bóp méo ký ức và cái kia có liên quan đến ảo ảnh, không liên quan đến sức khỏe. Cho nên nó hoặc là liên quan đến cái giá phải trả, hoặc là bản thân hắn đã khá yếu rồi. Tôi nhớ cái giá phải trả của lĩnh vực mạt nhân có một cái là trở ngại giấc ngủ. Cha xứ Thật không phải bị cái này chứ. Anh không cảm thấy những vết chân này giống như của một người không tỉnh táo lắm, bước đi loạn choạng lưu lại sao? Thương Kiến Diệu vỗ tay, mà cản trở giấc ngủ trong thời gian dài sẽ có đặc điểm gì? Vành mắt thâm đen, trạng thái khá mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy, với cả phải dựa vào những thứ kích thích tinh thần. Tương Bạch Miên càng nói càng hưng phấn, Thương Kiến Diệu cũng hưng phấn theo, trong đầu tôi có hình ảnh rồi. Tương Bạch Miên cố định xong những vết chân này, dẫn Thương Kiến Diệu đi sâu vào trong rừng. Trên đường, có xuất hiện vết chân bị xóa đi hoặc không có dấu vết nào lưu lại, nhưng khi tìm kiếm trong phạm vi rộng hơn, hai người vẫn tìm được vết tích mới, tiếp tục truy lùng. Sau một hồi, Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu xuyên qua rừng cây đi về một phía khác. Ở đây cũng là một con đường đất khác, thỉnh thoảng có xe cộ đi tới. Hai người tìm xung quanh một hồi, bởi vì dấu vết bị phá hủy khá nghiêm trọng, không thể phát hiện ra dấu chân biến mất từ chỗ nào. Có điều Thương Kiến Diệu đã nhặt được một thứ. Đó là một mẩu đầu lọc dính đầy bùn đất. Kết hợp hút thuốc có thể nâng cao tinh thần, cha xứ Thật nghi là có chướng ngại về giấc ngủ, đây có thể là do hắn để lại, quay về tìm người kiểm tra. Tương Bạch Miên đeo găng tay, bỏ đầu lọc vào một cái túi nhỏ vốn đựng thuốc viên. Mà nơi phát hiện ra đầu lọc có vết bánh xe đi qua. Nếu như là xe Việt dã đã được cải tạo, thì nặng hơn bình thường, Tương Bạch Miên nói. Hai người tìm tòi hồi lâu, không có thu hoạch thêm gì, bèn quay lại chỗ đỗ xe Jeep và xe Việt dã màu xám, bảo Nawa đi ghi chép lại đầu mối và chụp ảnh hiện trường. Làm xong mọi việc, mấy thành viên của tổ điều tra cũ lái xe quay trở về thành phố Ban Sơ. Vì lý do an toàn, họ không quay về căn phòng thuê trên đường Thiết Huân Chương khu Thanh Cảm Lãm nữa, mà vào căn nhà an toàn ở khu Hồng Cự Lang. Phù, sáng mai liên lạc với Triệu Chính Kỳ, xem có thể nhận được thù lao gì không? Tương Bạch Miên thả mình xuống ghế bành. Long Duyệt Hồng có chút ngập ngừng nói, liệu ông ta có cung cấp nhiều như chúng ta muốn không? Dù sao chúng ta cũng không làm được gì nhiều sau đó. Cầu, nói cho trang trại lúc trước cũng không tính là hứa hẹn. Hơn nữa bây giờ ông ta còn liên hệ với tướng quân Forkett rồi. Vậy chúng ta có thể đòi vũ trang, Thương Kiến Diệu hăng hái nói. Tương Bạch Miên lại cười nói, chúng ta cũng phải chịu sự mạo hiểm không nhỏ mà, thiếu chút nữa chết trong tay cha xứ Thật. Tôi nghĩ ông ta có thể thông cảm cho sự vất vả của chúng ta, ít nhất sẽ cho một trang trại. Tôi cũng sẽ ám chỉ ông ta, chúng ta sẽ tiếp tục làm chuyện này, đến khi giải quyết được cha xứ Thật, ha ha. Chắc chắn ông ta cũng không muốn người này còn sống, một trang trại đối với nhà họ Triệu mà nói mặc dù cũng tiếc của, nhưng không đến mức làm suy yếu thực lực. Long Duyệt Hồng kinh ngạc thốt lên, tôi còn phải điều tra giáo dục phản tri thức, giải quyết cha xứ Thật. Tương Bạch Miên ngồi thẳng dậy, không phải là chúng ta có muốn giải quyết cha xứ Thật hay không, mà là hắn có tiếp tục trả thù chúng ta không. Có một quả bom hẹn giờ trốn ở bên cạnh như thế, chúng ta làm chuyện gì cũng không an tâm. Cho dù hắn không tự mình đứng ra, lúc chúng ta tìm cơ hội tiếp cận hai mục tiêu, thì hắn cũng có thể đột ngột hô lên một tiếng, khiến chúng ta trực tiếp đi đời. Nói đến đây, Tương Bạch Miên nở nụ cười ấm áp, hơn nữa, tôi vẫn luôn nói, tôi rất hẹp hòi. Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay không hề lỡ nhịp. Tương Bạch Miên lại nhìn về phía Bạch Thần và Gnawa, nhưng phải cố gắng giữ khoảng cách với phía tướng quân Forkett. Cùng lắm là thông qua Triệu Chính Kỳ hoặc là Hứa Lập Ngôn hỏi một vài kết quả thẩm vấn. Chúng ta không có năng lực xen vào trận chiến nội bộ của thành phố Ban Sơ, trừ phi công ty tự mình tham dự. Nói xong, cô khẽ vỗ hai tay, vừa cười vừa nói, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch mau nghỉ ngơi đi, để tâm trạng hoàn toàn hồi phục. Ba người chúng tôi nghiên cứu đầu mối thu được, làm một quyển giáo trình nhập môn tiếng đất xám. Long Duyệt Hồng và Bạch Thần chưa kịp đáp lại, Thương Kiến Diệu đã do dự hỏi, vậy có tham gia tiệc mừng công không? Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 528, Xỉ than đá. Tương Bạch Miên liếc nhìn Thương Kiến Diệu, thấy trên mặt anh mang vẻ mong chờ, bèn cân nhắc rồi nói, nếu như mời thì có thể cân nhắc tham gia. Cô dùng từ rất cẩn thận, chỉ nói là cân nhắc. Mà kết quả cân nhắc phải xem xét tình huống lúc đó và diễn biến của sự việc. Thương Kiến Diệu thỏa mãn gật đầu, không hỏi lại. Sau khi Long Duyệt Hồng và Bạch Thần lên lên xuống xuống, quả thật cũng có chút mệt mỏi, bèn lần lượt đi vào phòng ngủ khác nhau. Lúc này, Tương Bạch Miên dặn dò một câu, đừng đóng cửa. Hả? Long Duyệt Hồng nhất thời mờ mịt. Tương Bạch Miên cười giải thích, tôi sợ trên người các anh vẫn còn tàn dư ảnh hưởng, nên phải luôn luôn chú ý đến trạng thái của hai người. Nếu cảm thấy thỉnh thoảng chúng tôi lại theo dõi sẽ khó ngủ thì có thể lựa chọn để Ngọc Số Mệnh làm tổng vệ sinh. Thương Kiến Diệu nhìn Long Duyệt Hồng, giọng nói dần trở nên âm trầm, tôi sợ lúc ngủ anh đột nhiên giơ tay lên tự bóp chết mình. Anh xem quá nhiều tư liệu giải trí của thế giới cũ rồi. Long Duyệt Hồng nói xong cũng không dám lơ là tình huống như thế, vô cùng thành thật mở rộng cửa phòng ngủ ra thêm chút. Đợi đến khi hắn và Bạch Thần đều đi ngủ, Tương Bạch Miên đứng dậy nói với Thương Kiến Diệu và Nawa, chúng ta nghiên cứu những thứ thu thập được từ hiện trường trước. Vừa nói, cô vừa lấy cái túi nhỏ đựng đầu lọc thuốc lá ra, bỏ lên bàn ăn. Căn phòng mà tổ điều tra cũ thuê ở khu Hồng Cự Lang có tổng cộng 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, giá cũng không rẻ, nhưng có kinh phí hoạt động nên họ không keo kiệt ở phương diện này. Nawa cũng lấy ra một đống vật phẩm đựng trong túi zipper ra, dùng ánh sáng đỏ trong mắt quét một vòng. Đây là cái gì? Thương Kiến Diệu nghênh ngang ngồi xuống, nhấc một cái túi zipper lên. Bên trong có 2 viên màu đen. Tôi từng phân tích rồi, chắc là xỉ than đá. Nawa cũng kéo ghế tới, chậm rãi ngồi xuống. Đương nhiên, ông ta đã đo lường tải trọng của cái ghế này để hai chân đỡ một phần trọng lượng cơ thể. Tìm được ở đâu? Tương Bạch Miên cũng ngồi xuống. Nawa giải thích tỉ mỉ, có một vài vết chân dẫm lên bụi cây và tảng đá, thứ này lấy được từ đó. Những thứ này cũng vậy, ông ta đẩy một cái túi zipper khác ra. Bên trong túi là bùn đất màu đen kịt, nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc thù. Không đợi Tương Bạch Miên hỏi, Nawa nói ra nguyên nhân, màu sắc của chúng đậm hơn bùn đất trong rừng, cũng không quá giống bùn đất ở ngoại ô phía nam. Hơn nữa, tôi đã kiểm tra chúng có phóng xạ vi lượng. Thông qua so sánh, chúng có hơn 95% khả năng là đến từ khu phế tích bờ bắc sông Hồng Hà. Tương Bạch Miên gật đầu như có điều suy nghĩ, nói cách khác, lần gần đây nhất cha xứ đổi giày, ra khỏi thành phố, đi đến bắc bờ sông, số xỉ than đá này dẫm phải ở đâu. Trong lúc lẩm bẩm, cô nhớ ra lúc đi dạo quanh thành phố Ban Sơ đã quan sát được một vài hiện tượng, khu thanh cảm lãm thường hay bị cúp điện, hơn nữa mức độ tiền điện cũng không thấp. Cho nên các công dân ở tầng Aptos và các nô lệ thích dùng xỉ than đá để làm than tổ ong, than củi chất lượng thấp và củi giá rẻ để nhóm lửa, nấu cơm, sưởi ấm. Điều này khiến cho khu thanh cảm lãm gần sông Hồng Hà có nhiều xưởng than tổ ong. Nếu đi qua những nơi đó, đạp phải một ít xỉ than đá là chuyện có xác suất rất lớn. Cũng giống vậy, xưởng than đá ở bờ bắc sông Hồng Hà, khu công xưởng ngoại ô phía tây thành phố Ban Sơ đều có môi trường tương tự. Quá nhiều khả năng. Tương Bạch Miên tự mình trả lời, khả năng lớn nhất là cha xứ thật gần đây đã đi ngang qua một công xưởng than đá nào đó ở bờ bắc sông Hồng Hà. Nawa bổ sung, không loại trừ khả năng cha xứ thật đã dẫm phải ở khu thanh cảm lãm, nơi này có rất nhiều công dân tầng áp chót kiêm thợ săn di tích. Bình thường họ ra vào khu phế tích bờ bắc, bất giác mang theo một ít bùn đất về là rất bình thường, mà đường Thiết Huân Chương cũng không cách cảng xa lắm. Những xưởng than tổ ong cũng như vậy. Ý của ông là cha xứ thật đã dẫm phải trong lúc theo dõi chúng ta. Tương Bạch Miên dễ dàng hiểu được ý của Nawa. Nawa di chuyển cái cổ kim loại lên xuống, có khả năng nhất định. Còn một khả năng khác, Thương Kiến Diệu cũng lập tức nói theo. Là gì? Tương Bạch Miên muốn xem người này có suy nghĩ thần kỳ gì. Chưa biết chừng có thể mang đến linh cảm cho cô. Thương Kiến Diệu nói với vẻ thành thật, cha xứ thật có thể làm thuê trong một xưởng than đá ở khu phế tích bờ bắc. Tương Bạch Miên đầu tiên không nói gì, sau đó bật cười, giáo dục phản tri thức đã phát triển đến mức cần lãnh đạo cao cấp như cha xứ thật đi làm thuê nuôi đám tín đồ từ bỏ đầu óc rồi ư. Sức khỏe của cha xứ thật không tốt có thể là do làm thuê quá cực khổ. Thương Kiến Diệu suy đoán thêm một bước. Tương Bạch Miên tưởng tượng lại cảnh tượng đó,
cố gắng không để bản thân cười ra tiếng. Hình tượng bí ẩn, nguy hiểm của cha xứ thật lập tức sụp đổ. Xì than đá, đất khô cằn có thể chứng tỏ điều gì? Tương Bạch Miên, Nawa và Thương Kiến Diệu thảo luận một phen, nhưng không thu được phương hướng điều tra rõ ràng, chỉ có thể quyết định sau đó sẽ bỏ chút thời gian dạo quanh mấy địa điểm nghi ngờ một chút. Lúc Tương Bạch Miên chuyển đường nhìn về phía các túi zipper khác, cô hơi cau mày nói, vừa mới nói rằng cha xứ thật có khả năng theo dõi chúng ta. Nếu không thì không thể nào nắm giữ được hành tung của Tiểu Bạch và Tiểu Hồng một cách chính xác, kịp thời tìm ra họ. Thôi miên họ, nhưng tôi đã nhiều lần suy xét, cảm thấy chúng ta không hề bại lộ hành tung. Mỗi một khâu chúng ta đều chú ý, không trực tiếp đi xung quanh trang trại điều tra, lúc quay lại, bất kể là có phát giác ra điều gì hay không, cũng đều nghiêm túc hoàn thành khâu phản theo dõi cần thiết này. Ngoại hình xe cộ của chúng ta khá bình thường, không nói đến chuyện đặc biệt. Với sự cảm ứng cùng năng lực trinh sát của tôi và Thương Kiến Diệu, thực sự sẽ bị cha xứ thật lặng lẽ theo dõi mà không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào sao? Cha xứ thật cùng lắm là từ trong trí nhớ của thân khuê biết được mấy người chúng ta đang điều tra chuyện trang trại nhà họ Triệu. Cũng từ một vài người nằm vùng ở thành phố Cỏ Dại biết được lúc đầu ai là người đã phá hủy kế hoạch của hắn. Thương Kiến Diệu lại đưa ra một khả năng khác, có lẽ theo dõi chúng ta là cường giả của giáo dục phản tri thức cấp bậc hành lang tâm linh. Phạm vi cảm ứng của hắn lớn hơn chúng ta, chưa biết chừng có thể nhớ được các đặc điểm không cùng ý thức, có thể theo dõi ở cự ly khá xa. Tương Bạch Miên có chút buồn cười, trên lý thuyết là có thể, nhưng một người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh phải làm như thế sao? Hắn trực tiếp ra tay tập kích không phải là được rồi sao? Nói đến đây, Tương Bạch Miên ơ một tiếng, bởi vì cô nhớ ra sự tồn tại của Gnawa. Có một người máy thông minh như thế ở bên cạnh, người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh tập kích bất ngờ chưa chắc đã có hiệu quả, chưa biết chừng còn bị đánh một trận tơi bời. Dù sao năng lực có thể ảnh hưởng đến người máy thông minh cũng không thường thấy. Tương Bạch Miên bổ sung, ý của tôi là, năng lực của người thức tỉnh phần lớn đều kỳ dị, cổ quái, khó đề phòng. Đến cấp bậc hành lang tâm linh, hoàn toàn có thể đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay trong tình huống không ra mặt. Khiến lão Nawa ngay cả kẻ địch cũng không phát hiện ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị ảnh hưởng, xuất hiện nguy cơ. Nếu nói hắn vì không muốn chúng ta phá hỏng kế hoạch chia rẽ nội bộ thành phố ban sơ, thì sau đó hẳn là nên tự mình đứng ra, chứ không phải để cha xứ thật tùy ý thử, để chúng ta trở nên cảnh giác hơn. Có lẽ cái giá phải trả của hắn, Thương Kiến Diệu chỉ vào đầu mình, suy nghĩ không bình thường. Họ lại thảo luận thêm một hồi nữa, vẫn không nghĩ ra cách giải thích hợp lý, đành phải tiếp tục kiểm tra các đầu mối thu thập được từ hiện trường, xem có thể thu hoạch được gì không. Không có vết tính mang tính quyết định, Tương Bạch Miên thở dài nói, chỉ đành chờ mong có thể xét nghiệm được đầu lọc kia ra điều gì đó. Cô định thông qua hệ thống tình báo của công ty, tìm một phòng thí nghiệm đáng tin cậy để làm chuyện này, tránh để giáo dục phản tri thức biết được ở mức độ lớn nhất. Thời gian sau đó, ba người in tư liệu đã soạn lúc trước, chỉnh sửa biên soạn một quyển giáo trình nhập môn tiếng đất xám. Đến 3 giờ chiều, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần tỉnh lại, gia nhập vào đội ngũ này, bận đến tận sẩm tối. Ăn gì nhỉ? Long Duyệt Hồng thu lại giấy trên bàn, đưa ra câu hỏi thiên cổ này. Nhỉ? Tương Bạch Miên cân nhắc rồi nói, ở thành phố ban sơ vài ngày rồi, đột nhiên hơi muốn ăn mì. Bạch Thần hất cho cô một chậu nước lạnh, thành phố Ba Sơn có rất ít nơi bán mì, trừ phi là đường phố có người đất xám tụ tập, nhưng phần lớn đều ở khu thanh cảm lãm. Chúng ta có bột mì dự trữ, có thể tự mình làm. Nawa lên tiếng nói, được. Thương Kiến Diệu lập tức phấn khởi. Không lâu sau, bốn người gốc carbon của tổ điều tra cũ vây quanh bàn ăn, nhìn Nawa đeo tấm vải màu trắng lên là tạp dề, thành thạo chuẩn xác hòa bột, nhào bột, cán dẹt, cắt thành từng sợi mì. Toàn bộ quá trình này không thể gọi là đẹp mắt, nhưng tuyệt đối sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi. Thật là lợi hại, Long Duyệt Hồng khen ngợi Nawa. Đôi mắt Nawa lóe lên ánh sáng đỏ hai phát, lúc trước tôi có tải xuống một vài video dạy nấu ăn, muốn giống con người hơn, không ngờ hôm nay lại có thể phát huy tác dụng. Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay cho đầu bếp Nawa. Long Duyệt Hồng do dự một chút, quyết định vỗ tay theo, tăng lòng tin cho lão Nawa. Mà lúc này, Bạch Thần đã vỗ tay rồi. Người duy nhất không nhúc nhích chính là Tương Bạch Miên, cô dường như đang trầm tư cái gì đó. Thương Kiến Diệu lúc này đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Tương Bạch Miên lập tức tỉnh táo lại, cân nhắc nói,
Tôi vừa nghĩ tới một địa điểm có khả năng khiến chúng ta bị giáo dục phản tri thức để mắt đến. Chỗ nào? Bạch Thần và Long Duyệt Hồng đồng thanh hỏi. Vẻ mặt Tương Bạch Miên dần nghiêm túc, phủ của tướng quân Forget. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 529, khó lòng đề phòng. Phủ tướng quân Forget, Long Duyệt Hồng không hiểu hỏi, vì sao lại nói vậy? Lúc ấy các cô có gặp phải chuyện kỳ quặc nào không? Tương Bạch Miên lắc đầu, tôi chỉ thầm liệt kê ra toàn bộ những chuyện liên quan đến trang trại nhà họ Triệu. Trong toàn bộ quá trình, người chúng tôi tiếp xúc trực tiếp thực ra không nhiều lắm, nội ứng của nhà họ Triệu, ông chủ phòng tắm Harvest Ranch, quản lý trang trại nhà họ Triệu Triệu Thủ Nhân, thành viên giáo dục phản tri thức, thân khuê, tướng quân Forget và người hầu, vệ binh trong phủ của ông ta. Mà lúc đối diện với họ, tôi, Thương Kiến Diệu đều luôn duy trì cảnh giác, không hề sơ sẩy lơ là, không đến mức bị người ta theo dõi, bị người ta định vị mà không hề phát hiện ra chút nào. Đúng vậy, vậy tại sao lại cho rằng trong phủ của tướng quân Forget lại xảy ra vấn đề? Long Duyệt Hồng gặng hỏi, Tương Bạch Miên giải thích sâu thêm, nơi có thể xảy ra sơ suất nhất chính là nơi này. Ở trong phủ của tướng quân, bị âm thầm theo dõi không phải rất bình thường sao? Đây là một biện pháp an ninh không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, tôi và Thương Kiến Diệu không hề cảnh giác ở phương diện này, rất phối hợp với công việc của họ, có thể, chính ở trong quá trình này. Chúng tôi đã bị ám chỉ mà không biết gì, trên đường quay về đã thả lỏng yêu cầu, không còn nghiêm túc phản theo dõi nữa, dẫn đến hành tung bị bại lộ. Ừm, có thể vì chỉ là bị ám chỉ, nên ngủ một giấc xong là trở lại bình thường, sau đó chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề ở phương diện này nữa. Mà lần đó chúng tôi không đưa theo lão Nagua, không có người máy thông minh để chống chọi với chuyện này. Ừm, ôi, nhớ lần đó, sau khi chúng tôi rời khỏi phủ của tướng quân Forget thì quay về khách sạn đầu tiên, hỏi tình hình bệnh Vô Tâm, tiếp đó trực tiếp quay về căn hộ thuê ở đường Thiết Huân Chương. Lần này chúng ta phân công nhau hành động chính là bắt đầu từ bên đó. Long Duyệt Hồng nghe vậy thì sợ hãi, có phải cường điệu hóa quá không? Hai người các cô bị ám chỉ mà lại không biết gì. Giáo dục phản tri thức này thực sự quá kinh khủng. Bạch Thần cũng gật đầu theo, dường như cảm thấy đây không giống như việc nhân loại có thể làm ra. Tương Bạch Miên thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Kiến Diệu bên cạnh, dùng ngọc số mệnh xem lại đoàn ký ức. Xem cử chỉ lời lẽ của chúng ta có vấn đề gì không? Ngọc số mệnh chính là một trong những sự chuẩn bị để đối đầu với giáo dục phản tri thức của tổ điều tra cũ. Sự chuẩn bị khác là Gnawa. Mỗi lần gặp phải chuyện tương tự, Tương Bạch Miên đều vô cùng cảm ơn DiMarco. Thương Kiến Diệu vừa rồi vẫn luôn yên tĩnh ngồi nghe, dường như tiến vào trạng thái nghiêm túc suy nghĩ. Anh nhanh chóng lấy ra viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm, nắm nó trong lòng bàn tay. So với trước, ánh sáng của viên ngọc số mệnh này rõ ràng đã yếu đi một chút. Nó chợt sáng lên. Trong biển khởi nguồn, Thương Kiến Diệu ngồi xếp bằng giữa không trung, chia ra làm chín. Những cuộn sóng khổng lồ theo đó dâng lên, ánh sáng nhạt ẩn chứa bên trong nhanh chóng bành trướng biến lớn lên, đọng lại thành các loại hình ảnh. Các Thương Kiến Diệu đều phụ trách từng khu vực, dùng cách thu nhỏ phạm vi để sàng lọc ký ức từ lúc đến gặp tướng quân Forget đến khi quay về đường Thiết Huân Chương. Họ nhìn từng tấm hình, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để cắt những cảnh tượng này thành một bộ phim. Không lâu sau, họ đã hoàn thành tra xét, chín hợp làm một, quay về thế giới hiện thực. Vừa cất ngọc số mệnh đi, Thương Kiến Diệu vừa nói, tôi và Miên Miên, rõ ràng sau khi rời khỏi phủ của Forget, quả thực đã thả lỏng việc phản theo dõi, không còn để tâm đến nữa. Nghe thấy câu này, con ngươi Long Duyệt Hồng chợt phóng to. Thật sự bị ám chỉ trong phủ của tướng quân Forget. Thật sự xảy ra vấn đề mà không hề biết gì cả. Lúc này, Thương Kiến Diệu lại bồi thêm một câu, nhưng không xác định là chúng tôi tự mình xuất hiện sự thả lỏng do tình huống thay đổi hay là do ngoại cảnh tác động. Tương Bạch Miên thôi không chừng mắt nhìn tên kia nữa, hỏi, không phát hiện ra chúng ta bị ảnh hưởng từ lúc nào. Thương Kiến Diệu lắc đầu, chúng ta chỉ tiếp xúc với mấy người như vậy ở phủ tướng quân, cuộc đối thoại cũng rất bình thường. Không có lúc nào xuất hiện tình huống tiếp xúc ánh mắt với ai đó mà cả người trở nên dại ra. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Long Duyệt Hồng liếc nhìn Bạch Thần, phát hiện sắc mặt cô cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Tương Bạch Miên nói như có điều suy nghĩ, cho nên, vấn đề chính là trong mấy người đó, chỉ ám chỉ một chút,
rất có khả năng không cần phức tạp như Thôi Miên, em rằng chỉ là một dấu tay. Một lần trao đổi ánh mắt, một câu nói nghe có vẻ bình thường là có thể khiến chúng ta bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Giáo dục phản tri thức muốn châm ngòi cho nội bộ thành phố ban sơ mâu thuẫn, quả thực có thể phái người ẩn nấp trong phủ của tướng quân Forget, khống chế diễn biến phát triển. Cũng có thể người âm thầm theo dõi là một người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh, ví dụ như mục sư Bố Vĩnh, mà chúng ta bại lộ trong phạm vi năng lực của hắn thời gian dài, lại tự cho rằng việc bị theo dõi là bình thường, thế là từ từ bị ám chỉ tầm xa. Thương Kiến Diệu đưa ra một khả năng khác, Long Duyệt Hồng nghe vậy thì sợ hãi, thốt lên, phải báo cho tướng quân Forget không? Tương Bạch Miên đột nhiên bật cười, lỡ đâu người có vấn đề nhất là bản thân tướng quân Forget thì sao? Hôm chúng tôi ở phủ tướng quân, người nói chuyện với chúng tôi nhiều nhất chính là ông ta. Long Duyệt Hồng chợt ngây người. Cho nên nói vũng nước này rất sâu, chúng ta không nắm bắt được, vẫn nên bớt dính vào, chặt đứt cánh tay đang duỗi về phía chúng ta của cha xứ thật là được. Tương Bạch Miên đưa ánh mắt về phía Nawa, lão Nawa, đừng chỉ ngồi nghe không, nấu mì đi. Chúng ta không có xì dầu, Nawa nói ra chỗ khó của mình. Người Hồng Hà chiếm phần lớn ở thành phố Ban Sơ, không có thói quen sử dụng xì dầu. Mà nếu đến đường phố tập trung người đất xám ở để mua, tổ điều tra cũ hoàn toàn không cần phải tự mình làm mì. Cũng may, khu Hồng Cự Lang cũng được coi là một nơi có mức độ cuộc sống khá cao ở đất xám, đám người Tương Bạch Miên lấy được gia vị khác, cũng gắng gượng ăn được mì. Sáng hôm sau, Tương Bạch Miên gửi điện báo cho Triệu Chính Kỳ theo thời gian đã hẹn, kể lại đại khái diễn biến sự việc. Cô tin rằng đối phương chắc chắn đã biết được tình hình cụ thể, biết người của giáo dục phản tri thức đã bước đầu bị thanh trừ, biết Triệu Nghĩa Học bị nhốt trong phủ của tướng quân Forget. Nhưng là một đội ngũ thợ săn di tích có lý tưởng có đạo đức, cần phải báo cáo vẫn phải báo cáo. Hơn nữa, bản thân còn bị cha xứ thật tập kích, nên càng phải thêm mắm dặm muối. Không lâu sau, nhà họ Triệu gửi điện báo về. Bảo chúng ta liên lạc với Rans, tìm tổng quản lý Triệu Thủ Nghĩa của nhà họ Triệu ở bên này, hoàn thành việc sang nhượng quyền sở hữu trang trại phía bờ trái cho chúng ta. Tương Bạch Miên dịch mã xong, mỉm cười, bảo chúng ta không cần tiếp tục điều tra nữa, tất cả giao cho tướng quân Forget xử lý. Ha ha, lão Triệu này cũng nhát gan quá. Giáo dục phản tri thức đã ngồi cả lên đầu rồi mà cũng không muốn hoàn toàn trở mặt, chỉ đến đó là dừng. Ông ta không nói đến tiệc mừng công, chắc là tướng quân Forget. Cũng không nói gì, xem ra còn lâu mới được ăn tiệc mừng công rồi. Ít nhất còn cho chúng ta một trang trại để làm thù lao. Tuy vẻ mặt Bạch Thần không có gì thay đổi, nhưng giọng nói có chút thỏa mãn. Là một thợ săn di tích xuất thân từ dân du cư hoang dã, lần này cũng có thu hoạch không thấp khiến cô rất vui vẻ. Tạo thành sự đối lập rõ rệt với cô chính là Thương Kiến Diệu đang để lộ vẻ thất vọng. Tương Bạch Miên đầu tiên là gật đầu, sau đó thở dài, chỉ có một trang trại thôi, thiết bị khung xương quân dụng và cánh tay người máy chỉ có thể chọn một. Dù Lê Man đã giảm 30%, nhưng cũng chỉ có thể chọn một. Vật phẩm kiểm soát kiểu này thường có giá trên trời, nếu không phải tổ điều tra cũ có liên hệ với lái buôn vũ khí của Liên minh Lâm Hải như Lê Man, lại từng dọa hắn ta, giúp hắn ta làm rõ chân tướng vẫn luôn muốn biết, thì căn bản không thể nào mua được. Cánh tay người máy ngầu hơn, Thương Kiến Diệu lập tức phát biểu ý kiến của mình. Nhưng thiết bị khung xương quân dụng dễ dùng hơn, có thể lập tức phát huy tác dụng. Long Duyệt Hồng nhỏ giọng phản đối. Anh có rồi, Thương Kiến Diệu vạch trần. Nhưng tổ trưởng còn chưa có, anh không cần thì tổ trưởng cũng cần đó. Long Duyệt Hồng dùng lý lẽ cãi lại. Thương Kiến Diệu rơi vào trầm mặc, dường như rất khó xử. Tương Bạch Miên thấy thế, cười nói, đến lúc đó rồi hãy tính. E rằng vấn đề của chúng ta không phải là nên chọn cái nào, mà là mua được cái nào. Sau khi kết thúc tranh luận, Tương Bạch Miên giơ cao hai tay, thong thả duỗi người. Hôm nay có ba sự kiện, một là làm xong sang nhượng trang trại, hai là gặp mặt nhân viên tình báo của công ty, đưa vật phẩm xét nghiệm cho người đó, ba là đến khách sạn, tìm ông chủ. Tìm ông chủ Ugo là gì? Long Duyệt Hồng không hiểu, hỏi. Bạch Thần hơi nhíu mày, cũng không hiểu ý của tổ trưởng. Cô hỏi dò, xem tình hình dịch bệnh vô tâm đã kết thúc chưa, xem có cần chuyển về không. Tương Bạch Miên nhìn quanh một vòng, vừa cười vừa nói, đây là một mặt, mặt khác là có một câu muốn hỏi ông ta. Hôm chúng ta quay về khách sạn hỏi về tình hình bệnh vô tâm, đằng sau có ai đi theo không? Ông ta không phải là một ông chủ khách sạn đơn giản, có lẽ có chú ý thấy.
Hôm đó chính là ngày mà Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu đến gặp tướng quân Forget. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 530, Người có ba cấp. Dùng bữa sáng xong, năm thành viên của tổ điều tra cũ làm ngụy trang qua loa, ra ngoài lên chiếc xe Việt Dã màu xám kia. Họ định đến nơi thuê xe đổi chiếc khác, để người của giáo dục phản tri thức trông không quen mắt nữa. Long Duyệt Hồng ngồi bên trái ghế sau bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trên đường có xe cộ đi lại, cửa hàng xung quanh đều đã kinh doanh bình thường. Tôi còn tưởng rằng hôm nay sẽ có quân đội tiếp quản, khắp nơi đều là binh lính vác súng tuần tra. Hắn không che giấu sự nghi ngờ của mình. Có phải anh xem nhiều tư liệu giải trí của thế giới cũ rồi không? Thương Kiến Diệu ngồi bên phải ghế sau cười nói. Long Duyệt Hồng tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận bản thân đã căn cứ vào một vài tư liệu giải trí của thế giới cũ để đưa ra phán đoán này. Tương Bạch Miên ở vị trí lái phụ bật cười một tiếng. Có phải anh cảm thấy sau khi Forget bắt giữ thành viên của giáo dục phản tri thức và người của quân cứu thế ở trang trại của Varro, sẽ nhanh chóng ra hành động, liên lạc với các nguyên lão khác, triệu tập quân đội, khống chế phe phái của Varro kia? Chuyện này không phải nên làm với thế sét đánh, để đối phương không kịp đề phòng sao? Long Duyệt Hồng nói ra suy nghĩ của mình. Tương Bạch Miên cười nói, tình huống cụ thể, phân tích cụ thể, có lẽ Forget vẫn còn chưa tìm được đủ sự ủng hộ. Có lẽ ông ta cũng không muốn phát động một cuộc chính biến. Có lẽ ông ta và giáo dục phản tri thức thực sự không có quan hệ gì, cảm thấy không thể làm theo ý tà giáo, lựa chọn cách thức ổn thỏa hơn, không dễ tạo ra hỗn loạn hơn. Bạch Thần đang lái xe cũng nói một câu, trong tình huống chưa đủ thông tin, bất kỳ phán đoán nào cũng không chính xác. Cũng phải, Long Duyệt Hồng thừa nhận mình quả thật đã bị vài tư liệu giải trí của thế giới cũ dẫn dắt suy nghĩ. Lúc này Nawa đột nhiên hỏi, anh sẽ không vì vậy mà tức giận sao? Bị mọi người liên tiếp phủ định cách nhìn của mình, việc này không phải rất bình thường sao? Long Duyệt Hồng đột nhiên nghẹn lời, sau đó cười nói, không ai có thể đảm bảo ý kiến của mình chắc chắn chính xác. Mà anh có thể. Thương Kiến Diệu còn chưa dứt lời, đã thấy Tương Bạch Miên quay người lại nhìn một cái. Nawa lập tức gật cái cổ bằng kim loại, thì ra là vậy. Dường như ông ta đang xây dựng mẫu quan sát mô hình hành vi mới của nhân loại. Chiếc xe từ từ lái về phía trước, từ một con đường mà tổ điều tra cũ chưa từng đi qua, rẽ vào khu thanh cảm lãm. Lần này họ đổi sang một chiếc xe Việt dã tạo hình hung hãn có màu đỏ thẫm. Đến khách sạn, Tương Bạch Miên liếc mắt đã thấy ông chủ Hugo có mái tóc hơi vàng, da hơi đen, trên mặt có chút nếp nhăn, đang ngồi trước quầy lễ tân, chỉ uống nước trắng ăn bánh mì đen. Ngày nào cũng ăn gần giống nhau, không ngán sao? Thương Kiến Diệu tò mò hỏi. Hugo ngẩng đầu nhìn anh một cái, đáp lại mà tâm trạng không hề dao động chút nào, phần lớn người trên đất xám có ăn đã là không tệ rồi. Mà ông không phải là phần lớn người, Thương Kiến Diệu không cho là gây gổ, vừa cười vừa nói. Ánh mắt Hugo quét qua đám người Bạch Thần, đã từng. Ông ta lời ít ý nhiều bày tỏ suy nghĩ của mình, đây là do cuộc sống cực khổ lúc trước tạo thành thói quen. Tương Bạch Miên không cho Thương Kiến Diệu tiếp tục đề tài này, hỏi như nói chuyện phiếm. Mấy hôm nay còn có bệnh vô tâm không? Không còn nữa rồi, các cô có thể dọn trở về. Hugo bình thản nói. Nói cách khác, tình hình dịch bệnh vô tâm chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã gần 10 ca bệnh. Tương Bạch Miên thở dài, tiến vào đề tài chính. Ông Hugo, ông còn nhớ lần trước chúng tôi trở về là lúc nào không? Nhớ. Hugo một từ cũng không nói thêm. Tương Bạch Miên nghiêm mặt hỏi, vậy ông có chú ý thấy lúc đó có người theo dõi chúng tôi không? Có. Hugo một lần nữa trả lời bằng một từ. Có. Long Duyệt Hồng tỏ ra vui mừng. Thật đúng là tìm được đầu mối ở chỗ ông chủ Hugo. Có nhìn rõ là người như thế nào không? Bạch Thần quen Hugo nhất hỏi thêm. Hugo quét mắt nhìn ra cửa, người theo dõi không xuống xe, hắn lái một chiếc xe Việt dã màu lục đã cải tạo. Sau khi các cô đi vào, hắn dừng xe ở nơi khá xa, mọi người vừa ra, lên xe rời đi, hắn lại khởi động ô tô, đi theo phía sau. Địa phương khá xa, sao ông phát hiện ra được? Long Duyệt Hồng tò mò hỏi. Dựa theo cách nói của tổ trưởng và Thương Kiến Diệu, ông chủ Hugo lúc đó vẫn luôn đứng trước quầy lễ tân, chỉ có thể nhìn thấy khu vực đối diện cửa. Hugo nhìn hắn một cái, tôi có lắp camera giám sát ngoài cửa. Long Duyệt Hồng không ngờ đến đáp án này,
khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống. Thương Kiến Diệu vừa khen ngợi, vừa vỗ tay, cộp cộp cộp, Nawa cũng rất tán đồng câu này, dùng cách vỗ tay để phụ họa. Tương Bạch Miên nhịn xuống xúc động muốn che mặt, nhờ vả ông chủ khách sạn, ông Ugo, có thể cho chúng tôi xem đoạn camera đó được không? Ugo đang định trả lời, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, cơ mặt dường như hơi vặn vẹo. Tôi phải vào nhà vệ sinh, ông ta nói với tốc độ cực nhanh. Vừa nói, ông ta vừa đứng dậy, vội vã đi vào căn phòng đằng sau quầy lễ tân kia, không đợi đám người Tương Bạch Miên đáp lại. Ừm, con người có ba cái gấp. Thương Kiến Diệu tỏ ý đã hiểu. Tiếp đó, anh cao giọng hỏi, cần tôi trông giúp không? Dầm. Ugo kéo cửa phòng ra, xông vào, đáp lại bằng tiếng đóng cửa nặng nề. Tương Bạch Miên, Bạch Thần và Long Duyệt Hồng nhìn lẫn nhau, có chút mờ mịt. Giây tiếp theo, Tương Bạch Miên nhớ lại tiếng thở dốc giống như tiếng thú hoang vang lên trong căn phòng đó lúc trước. Bệnh phát tác nhiều lần, cô dùng âm lượng như lẩm bẩm một mình. Đương nhiên, tiếng lẩm bẩm của cô đủ để đám người Thương Kiến Diệu nghe rõ ràng. Có lẽ thực sự đột nhiên không nhịn được, Thương Kiến Diệu thanh minh giúp Ugo. Nghĩ đến Ugo đang ở trong căn phòng đằng sau quầy lễ tân, Long Duyệt Hồng từ bỏ ý định cãi nhau với Thương Kiến Diệu. Qua 2-3 phút, cửa gỗ đóng chặt được mở ra. Ugo chậm rãi bước ra ngoài, mái tóc màu hơi vàng có chút ẩm ướt, quần áo bằng chất liệu thô. Cũng giống vậy, sắc mặt ông ta nhợt nhạt, trạng thái cơ thể đều không được tốt lắm. Hệ tiêu hóa của tôi có vấn đề, Ugo giải thích một câu như thuận miệng. Tôi đã nói rồi, Thương Kiến Diệu tỏ vẻ vui mừng. Anh lập tức đề nghị, có cần khám không? Có cần thuốc đặc hiệu không? Ugo lắc đầu, bệnh mãn tính, không có gì đáng ngại. Tương Bạch Miên không nói gì, vẫn lẳng lặng đứng xem. Cô phát hiện trạng thái của ông chủ Ugo tốt lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vừa rồi dường như chỉ là một đoạn nhạc dạo. Các cô có thể xem camera giám sát. Ugo lấy ra một chiếc máy tính xách tay có chút cũ từ sau quầy lễ tân, thuần thục cắm dây nối, khởi động máy tính. Sau khi tìm được đoạn camera giám sát kia, ông ta đặt máy tính lên tấm ván gỗ trước quầy lễ tân, xoay nó lại, đối diện với đám người Tương Bạch Miên. Trong video, một chiếc xe Việt dã màu xanh lục đi theo sau chiếc xe Việt dã màu xám mà Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu lái. Đi vào khu vực có camera giám sát, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Đúng, lúc đó chúng tôi lái chiếc xe màu xám kia, Tiểu Bạch và Tiểu Hồng lúc đợi tiếp ứng cũng lái nó. Tương Bạch Miên lại tìm được một điểm liên quan. Lúc cô nói chuyện, chiếc xe Việt dã màu xám đã dừng lại bên ngoài khách sạn, chiếc xe màu xanh lục rõ ràng đã từng được cải tạo kia đến bên cạnh. Hai bên cửa kính của chiếc xe này dường như có dán tấm phim tối màu, làm người ta không thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc là ai. Nhưng camera giám sát có quay được kính chắn gió. Có thể thấy loáng thoáng bên trong chỉ có một người, đội mũ lưỡi chai rất thấp, mặc quần áo màu đen. Đợi Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu ra khỏi khách sạn, lái xe Việt dã màu xám đi được một khoảng thì chiếc xe này cũng một lần nữa khởi động, theo ở đằng sau. Không có biển số xe, Long Duyệt Hồng nhớ đến hệ thống biển số xe hoàn thiện ở thế giới cũ, tiếc hận nói. Nếu có biển số, tổ điều tra cũ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đáng tiếc, thành phố Ban Sơ có rất nhiều thợ săn di tích qua lại, tỷ lệ xe hỏng cũng rất cao, dùng cách phát biển số để quản lý giao thông không những phiền phức, hơn nữa còn không phù hợp với thực tế, cho nên người quản lý cũng không ép tất cả các xe đều phải treo biển, chỉ dựa vào tự nguyện. Về phần người không mang biển số vi phạm luật giao thông thì phải làm sao? Đáp án mà thành phố Ban Sơ đưa ra chính là phân phối hỏa lực mạnh cho nhân viên quản lý giao thông, ai dám sằng bậy thì lần một cảnh cáo, lần hai bắn hạ, lần ba oanh tạc. Đương nhiên, đề án tương tự thường xuất hiện ở Viện Nguyên Lão, ví dụ như mỗi chiếc xe từ ngoài vào buộc phải nộp một khoản phí nhất định để được vào thành phố. Nhận giấy phép tạm thời, nhưng vấn đề ở chỗ, không thể nào tạo thành liên kết với chủ xe, thiếu ý nghĩa thực tế. Chủ xe từ ngoài đến có rất nhiều người không phải là công dân thành phố Ban Sơ, không có thân phận ở đây, cho dù báo tên tuổi cũng không ai chứng minh được thật giả. Nếu muốn làm tốt chuyện này, cách nhanh và tiện nhất là hợp tác với nghiệp đoàn thợ săn, lấy được tư liệu đăng ký tương ứng, nhưng Viện Nguyên Lão của thành phố Ban Sơ không chịu hạ thấp mình làm việc này. Với họ mà nói, chuyện này sở dĩ thường có đề án là vì có thể dựa vào đó mà thu một khoản tiền tương đương với thuế vào thành trá hình. Xem kỹ đoạn video, Tương Bạch Miên tạm thời không phát hiện ra đầu mối hữu dụng,
đành phải ngẩng đầu hỏi ông chủ, ông Hugo, chúng tôi có thể lưu lại một bản đoạn video này không? Coi như là tiền phòng mấy đêm các cô không ở. Hugo gật đầu. Nawa lập tức tiến tới, bắt đầu thao tác. Lúc này, Thương Kiến Diệu hỏi một chuyện khác. Cô Mary hiện giờ thế nào? Tương Bạch Miên bổ sung giúp anh, người có con mắc bệnh vô tâm kia. Hugo bình thản đáp, hôm trước còn thấy, hai hôm nay không thấy đâu nữa. Ở khu thanh cảm lãm, phần lớn người ngay cả nuôi sống bản thân cũng còn khó khăn, một phụ nữ bị điên không sống nổi vài ngày đâu. Ông ta dừng lại một chút nói, hy vọng cô ta dùng cách khá nhẹ nhàng để rời khỏi thế giới khổ đau này. Đám người Bạch Thần và Long Duyệt Hồng nhất thời im lặng. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.